À, hôm qua mình tới đây. Giờ mình tiếp tục ha. Bây giờ mình sẽ qua cái thuốc thứ nhì, cũng nằm trong nhóm thuốc kích thích trực tiếp hệ giao cảm là norepinephrine. Hay là mình có một cái tên gọi khác nữa đó là noradrenaline. Thì bản thân noradrenaline nó cũng là một cái chất dẫn truyền thần kinh tự nhiên trong cơ thể của mình. Và về tác dụng của norepinephrine đó, thì về cơ chế tác dụng là cũng giống như epinephrine, tức là cũng tác động vào các cụ thể của hệ giao cảm. Tuy nhiên đó thì mình sẽ thấy là so với epinephrine đó, thì cái tác động trên cụ thể beta 2 của nó rất ít. Và như vậy thì cái tác động giãn mạch do kích thích vào cụ thể beta 2 đó, nó sẽ gần như là không có. Cho nên tác dụng co mạch của norepinephrine nó sẽ rất là mạnh. Thì cái lý do cái tác dụng co mạch mạnh này đó không phải là nó tác động vào cụ thể alpha mạnh hơn epinephrine, mà vì nó không có chịu cái sự tác động của cụ thể beta 2, cho nên tác dụng co mạch của nó sẽ tối ưu hơn. Và như vậy nó sẽ làm tăng cả huyết áp tối đa lẫn huyết áp tối thiểu. Thì các em sẽ lưu ý đó là các cái tác động của các cái chất trên hệ thống thần kinh thực vật đó, thì người ta sẽ dùng cái từ là ít, và ít khi nào người ta dùng cái từ là không. Mặc dù hầu như là người ta không có thấy cái biểu hiện tác động của nó, nhưng mà người ta không dùng từ không mà người ta sẽ dùng từ ít. Và các cái tác động chọn lọc này đó nó chỉ mang tính chất tương đối thôi. À, thứ hai đó là cái tác động trên chuyển hóa. Thì tác động trên chuyển hóa ở đây đó là tác động trên chuyển hóa đường. Thì mình cũng biết là tác động trên chuyển hóa đường đó thì nó nằm ở trên cụ thể alpha 1, alpha 2 và beta 2. Vì norepinephrine nó hầu như là không tác động vào beta 2 đó, cho nên cái tác động trên chuyển hóa đường của nó so với epinephrine nó sẽ ít hơn. Như vậy cái tác động tăng đường huyết của norepinephrine đó thì nó sẽ ít hơn so với epinephrine. Về dược động học thì norepinephrine cũng có dược động học giống như epinephrine, tức là nó cũng hấp thu tốt và tất cả các đường. À, tuy nhiên đó, người ta không có sử dụng bằng đường uống. Lý do cũng giống như epinephrine ha, tức là ở trong đường tiêu hóa đó, thì cái hệ thống men mao và men com là những cái men mà để thoái giãn chất dẫn truyền thần kinh này đó, nó rất là nhiều. Và như vậy người ta không có sử dụng bằng đường uống, thì nếu mình sử dụng bằng đường uống đó thì các cái men nó sẽ bán thải thuốc rất là nhanh, và như vậy thuốc nó sẽ không có kịp hấp thu. Cái thứ hai đó là thuốc nó cũng được đào thải qua thận ha, nó cũng được chuyển hóa ở gan, đào thải qua thận, và thời gian bán thải của thuốc cũng rất là ngắn. Thì nếu mà thời gian bán thải của thuốc rất là ngắn đó, thì để duy trì tác dụng của thuốc đó, là thường là người ta sẽ phải sử dụng bằng đường tiêm truyền tĩnh mạch để lưu giữ cái thời gian tác dụng của thuốc. Nếu mình dùng bằng đường tĩnh mạch, mình tiêm một liều rồi mình ngưng á, thì thuốc nó sẽ bán thải hết và nó không có duy trì được tác động của nó. Mình lưu ý một điểm đó là vì nó mất đi cái tác động beta 2, như vậy nếu mà chúng ta sử dụng bằng đường tiêm bắp đó, thì cái tác dụng co mạch của nó sẽ rất là mạnh. Và như vậy cái việc tác dụng co mạch mạnh như vậy đó, nó dễ dẫn đến việc là hoại tử tại chỗ tiêm. Cho nên người ta không có sử dụng norepinephrine bằng đường tiêm bắp, mà người ta sử dụng bằng đường tiêm truyền tĩnh mạch. Dạng trình bày là dạng ống đó, 1 ml 1 mg, và chỉ định chính của norepinephrine đó là nâng huyết áp. Như vậy các em thấy là mặc dù cũng đây cũng là một cái thuốc tác động vào hệ thống thần kinh giao cảm, nhưng mà so với epinephrine nó không có giống như vậy ha, cho nên cái chỉ định của nó cũng sẽ khác với epinephrine. Ví dụ như là mình thấy là epinephrine nó có một cái chỉ định nó dùng trong hen đó, thì norepinephrine là hoàn toàn không có. Cái thứ hai nữa đó là trong những trường hợp mà bệnh nhân bị sốc phản vệ, thì mình sẽ thấy đó giữa norepinephrine và epinephrine đó, thì người ta sẽ dùng epinephrine. Lý do là vì thứ nhất là epinephrine nâng huyết áp lên, thứ hai đó là vì epinephrine có tác động vào cụ thể beta 2, và như vậy nó sẽ gây giãn cơ trơn khí phế quản. Trong khi đó thì norepinephrine mặc dù tác dụng nâng huyết áp rất là mạnh, nhưng mà nó không có cái tác động beta 2, cho nên nó sẽ không có tác dụng giãn cơ trơn khí phế quản. Cho nên trong sốc phản vệ người ta sẽ dùng epinephrine mà người ta không có dùng norepinephrine ha. Rất ít khi nào người ta dùng norepinephrine, nhưng mà nếu có dùng thì người ta phải dùng thêm các cái thuốc giãn phế quản. Mình quay trở lại cái sơ đồ này ha. Ngày hôm qua đó là mình đã xem cái sơ đồ phía bên tay trái mình nè. À, thì mình thêm nữa một cái sơ đồ bên tay phải, và sơ đồ bên phải này mình so sánh với sơ đồ bên trái. Hiện nay người ta cho mình nhiều thông số ở đây, và các thông số khác thì mình có thể xem thêm sau. Bây giờ cái nhìn vào cái đường biểu diễn của cái thông số về huyết áp ở giữa sơ đồ mình đó, thì mình nhắc lại ha. Epinephrine đó, làm tăng huyết áp tối đa, giảm huyết áp tối thiểu. Cái này mình giải thích rồi. Giảm huyết áp tối thiểu này đó là do tác động của beta 2. Norepinephrine đó, thì hầu như là rất ít tác động của beta 2. Cho nên mình sẽ thấy đó
À, norepinephrine cũng làm nâng huyết áp, nhưng mà nó nâng cả huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu. Và một điểm nữa đó là nếu mình so huyết áp tối đa khi sử dụng norepinephrine với huyết áp tối đa khi chúng ta sử dụng epinephrine đó, thì norepinephrine nó làm tăng huyết áp tối đa mạnh hơn là epinephrine. Mình lưu ý những cái điểm đó ha. Tại vì mình qua thuốc thứ ba là dopamine. Thì dopamine nó bản thân dopamine cũng là một catecholamine nội sinh trong cơ thể của mình. Và dopamine là tiền chất cho tổng hợp nên norepinephrine. À, và dopamine á, thì nó có các thụ thể tương ứng của nó, và các thụ thể của nó thì ta gọi là thụ thể dopamine đặc sắc. Thì cái tác động của dopamine á, các em sẽ gặp ở trong những cái bài như là bài thuốc điều trị các bệnh lý về hệ thống thần kinh trung ương ha, rồi điều trị các bệnh lý ví dụ như là bệnh Parkinson vân vân, thì mình sẽ gặp lại các cái chất này. Về tác dụng của dopamine á, thì kích thích các thụ thể của hệ giao cảm, và cái tác động của dopamine trên các thụ thể của hệ giao cảm đó thì nó sẽ phụ thuộc vào liều chúng ta sử dụng. Cho nên ở đây người ta chia ra ba cấp độ liều ha, là liều thấp, liều trung bình và liều cao. Thì liều bao nhiêu là liều thấp, liều bao nhiêu là liều thấp, liều bao nhiêu là liều trung bình và bao nhiêu là liều cao á, thì ở cái học phần này mình không có yêu cầu là chúng ta phải nhớ cái hàm lượng đó. Tại vì cái phần này các em sẽ học ở cái phần điều trị và bộ môn nội sẽ hướng dẫn cho các em phần này. Thì đến khi nào mình học đến cái phần đó đó thì mình sẽ cần nhớ thêm là liều bao nhiêu gọi là liều thấp, và nó là một cái khoảng liều. Ví dụ người ta thấy đó là người ta sử dụng cái liều từ 2 đến 5 microgram cho kg cân nặng trên phút á, người ta tính cái tốc độ truyền ha. Thì cái liều đó được gọi là liều thấp. Và với liều thấp này đó thì nó sẽ tác động được cụ thể D1. Và tại sao nó có một cái khoảng liều như vậy? Tại vì cái đáp ứng của mỗi bệnh nhân đó đối với thuốc đó là khác nhau, cho nên chúng ta cần phải dò liều xem là liều nào là liều thấp và liều nào là liều trung bình cũng như là liều cao. Cho nên ở đây đó cái mục tiêu là mình chỉ cần biết là ở liều thấp nó sẽ tác động ở đâu, liều trung bình, liều cao tác động ở đâu, thì chúng ta không có cần nhớ về cái hàm lượng là bao nhiêu gọi là liều thấp. Như vậy liều thấp thì nó sẽ tác động vào thụ thể D1. Thụ thể này hiện diện ở hệ thống cơ trơn của mạch máu các tạng. Thụ thể này nó cũng tương đồng với thụ thể của beta 2. Cho nên mình sẽ thấy là khi kích thích vào thụ thể D1 đó, thì nó dẫn đến cái việc là giãn cơ trơn mạch máu, và nó sẽ làm tăng lượng máu đến thận. Và như vậy nó sẽ làm tăng độ lọc cầu thận và nó sẽ tăng lượng nước tiểu. Ở liều trung bình ha. À, cô xin lỗi em đợi coi chút xíu nha. Beta đó, và chủ yếu là tác động vào beta 1. Và khi nó tác động vào beta 1 như vậy á, thì mình thấy là beta 1 hiện diện ở tim ha. Và như vậy nó sẽ làm tăng nhịp tim nè, tăng tốc độ dẫn truyền nhiệt thất và làm tăng lực co bóp cơ tim. Và cái tác dụng làm tăng lực co bóp cơ tim như vậy đó thì nó sẽ làm tăng cung lượng tim và nó sẽ làm tăng huyết áp. Nếu mình tiếp tục dùng liều cao đó thì nó sẽ tác động vào thụ thể alpha. Và khi tác động vào thụ thể alpha thì nó sẽ gây ra hiện tượng co mạch. Cho nên người ta hạn chế sử dụng đến liều cao vì cái liều này nó sẽ đối kháng lại với cái liều trung bình. Thường trong điều trị người ta sử dụng hai cái mức độ liều là liều thấp và liều trung bình. Như vậy trong những trường hợp bệnh nhân đã có huyết áp ổn định rồi đó mà bệnh nhân chưa có lượng nước tiểu đó thì người ta sẽ dùng ở liều thấp. Để nâng huyết áp người ta cần phải dùng đến liều trung bình. Thì để mình tóm tắt về cái tác dụng của dopamine đó, thì các em có thể nhìn cái sơ đồ này ha. Thì cái sơ đồ này đó cho mình thấy là ở đây mình tạm gọi này là tam giác về liều. Thì mình sẽ thấy là đi từ liều thấp, liều trung bình đến liều cao. Thì mình thấy liều thấp thì sẽ tác động vào thụ thể D1. Thụ thể này hiện diện ở hệ thống cơ trơn của mạch máu các tạng ha. Và như vậy đó thì nó gây hiện tượng giãn mạch và nó sẽ làm tăng lượng máu đến thận. Và khi tăng lượng máu đến thận đó thì lượng nước tiểu nó sẽ tăng lên. Liều trung bình tác động vào thụ thể beta 1 kích thích vào tim ha. Và như vậy nó sẽ làm cho cung lượng tim tăng lên và huyết áp sẽ nâng lên. À, nếu mình tiếp tục dùng liều cao thì liều này tác động vào alpha 1, và cái liều này nè nó đối kháng lại với liều tác động trên beta 1, cho nên người ta hạn chế sử dụng liều cao. Và ở đây mình thấy người ta gọi liều cao là liều độc đó. À, về chỉ định thì mình sẽ thấy là dopamine được chỉ định cho tất cả các trường hợp sốc, và người ta gọi là một cái thuốc vận mạch. Riêng trong những trường hợp bệnh nhân bị sốc do giảm thể tích, ví dụ như là bệnh nhân sốc do mất nước hoặc là sốc do mất máu đó, thì mình lưu ý là trước khi chúng ta sử dụng dopamine đó, thì người ta phải bồi hoàn thể tích đầy đủ. Tức là mình phải đảm bảo là bệnh nhân đã đủ thể tích tuần hoàn rồi đó, mà huyết áp vẫn còn
thấp đó, thì lúc đó người ta mới sử dụng dopamine. Cái lý do mình thấy đó là ví dụ như là mình chưa có bồi hoàn thể tích đầy đủ mà mình đã vội vã dùng dopamine đó, thì dopamine tác động vào tim và như vậy đó thì nó sẽ làm cho tim nó đập nhanh và đập mạnh hơn. Là tim tăng cơ lực co bóp cơ tim trong khi thể tích trong buồng tâm thất không có đầy đủ đó, thì người ta gọi là tim bóp rỗng. Và nếu tim bóp rỗng như vậy đó thì rất là dễ dẫn đến tình trạng suy tim. Cho nên trước khi người ta dùng dopamine đó là người ta phải đảm bảo là bệnh nhân đã được bồi hoàn thể tích tuần hoàn đầy đủ. Cái chỉ định thứ hai đó người ta dùng trong suy tim ứ huyết. Thì đối với những trường hợp suy tim ứ huyết là những bệnh nhân mà có tình trạng giảm lực co bóp cơ tim đó, thì người ta sử dụng dopamine để nâng lực co bóp cơ tim lên. Cái này mình thường thấy là người ta hay dùng trong những trường hợp bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim vân vân thì người ta thường hay dùng dopamine. Chống chỉ định thì thuốc không dùng trong những trường hợp nào, thì dopamine hầu như là không có chống chỉ định. Tuy nhiên mình lưu ý là trong trường hợp mà bệnh nhân đang sử dụng email, email là thuốc gì thì cái phần hôm qua cô có nói qua phần này ha. Mao đó là viết tắt của cái từ là monoamine oxida. Đây là một cái men mà có tác dụng thoái dáng norepinephrine dạng tự do ở trong sợi thần kinh. Email đó là những cái thuốc mà có tác dụng ức chế men mao. Và nếu mà ức chế men mao như vậy có nghĩa là mình ức chế sự thoái dáng của norepinephrine, dẫn đến cái tác động là cái lượng norepinephrine sẽ tăng lên. Và khi lượng norepinephrine tăng lên như vậy thì nó sẽ kích hoạt vào hệ thống thần kinh thực vật. Mình sử dụng dopamine đó, cũng là một cái chất kích hoạt vào hệ thống thần kinh thực vật. Thì như vậy đó, nếu mình dùng email chung với dopamine đó, thì sẽ dẫn đến cái hiện tượng kích hoạt quá mức vào hệ thống thần kinh thực vật. Cho nên người ta khuyến cáo là mình không có dùng chung hoặc là mình giảm liều. Thì cái thực tế cho mình thấy đó là khi bệnh nhân đang sử dụng thuốc email, nhất là trong chống trầm cảm đó, thì người ta không khi nào người ta ngưng thuốc một cách đột ngột hết. Cho nên cái giải pháp mà nếu như bệnh nhân đang sử dụng email, bây giờ bệnh nhân có chỉ định dùng dopamine thì thường đó là người ta phải giảm liều thuốc email và người ta không có ngưng thuốc một cách đột ngột. Nếu như mình sử dụng quá liều đó thì bệnh nhân sẽ có các biểu hiện của tình trạng cường giao cảm như là buồn nôn nè, ói mửa nè, nhịp tim nhanh, loạn nhịp hoặc là tăng huyết áp. Thì tất cả những cái trường hợp này đều là những cái tình trạng kích thích quá mức vào hệ thống thần kinh thực vật. Thì trong trường hợp mà mình dùng quá liều thì mình xử lý như thế nào? Thì vì thuốc có thời gian bán thải rất là ngắn, cho nên là nếu mà bệnh nhân có biểu hiện quá liều thì thường là người ta sẽ ngưng thuốc và một thời gian ngắn sau thì các triệu chứng này sẽ giảm đi. Lý do là thuốc được bán thải rất là nhanh. Dạng trình bày cũng là dạng tiêm truyền ha. Một cái thuốc thứ hai mình lưu ý trong cái nhóm này đó là chúng ta có dobutamin. Đây là thuốc kích thích trực tiếp vào thụ thể beta và hầu như là tác động vào beta 1 rất là mạnh. Beta 2 yếu hơn và hầu như là không có tác động vào alpha. Thì dobutamin đó, cấu trúc nó giống như là dopamine và cái tác động dược lý của nó là tác động trực tiếp. Như vậy thì mình sẽ thấy là so với dopamine đó, thì khi chúng ta dùng dobutamin, cái điểm có lợi của dobutamin là chúng ta không cần phải dò liều. Tác dụng phụ thì liên quan tới việc kích thích vào thụ thể beta 1 ha, như vậy nó sẽ làm tăng nhịp tim nè, tăng tốc độ đáp ứng nhĩ thất. Trong những trường hợp bệnh nhân có nhồi máu cơ tim đó, thì cái việc tăng lực co bóp cơ tim và nhịp tim tăng đó có thể nó sẽ làm tăng kích thước ổ nhồi máu. Cho nên trên lâm sàng đó, đôi khi mình thấy là người ta có sử dụng dopamine phối hợp với dovitamin. Thì cái trường hợp này đó mình có thể hiểu là người ta dùng dopamine để người ta lấy cái tác động trong thụ thể D1 và người ta dùng dovitamin để người ta lấy tác động trong thụ thể beta. Vì dược động học thì mình sẽ thấy là dovitamin thời gian bán thải rất là ngắn, chỉ có 2 phút thôi. Cho nên là người ta phải dùng bằng đường tim truyền tĩnh mạch. Và chỉ định của dovitamin là dùng trong những trường hợp suy tim hoặc là nhồi máu cơ tim cấp mà có tình trạng giảm lực co bóp cơ tim. Thuốc thứ tư là isoproterenol. Isoproterenol là một thuốc mà kích thích giao cảm và tác động rất là mạnh vào thụ thể beta, tức là tác động cả beta 1 lẫn beta 2 bằng nhau và tác động rất là mạnh, hầu như là không có tác động trên thụ thể alpha. Như vậy thì mình thấy tác dụng dược lý thì mình rất dễ dàng suy ra từ cái cơ chế tác dụng của nó. Như vậy nó kích thích vào beta 1 đó, thì thứ nhất là nó sẽ làm tăng nhịp tim, thứ hai là sẽ làm tăng được co bóp cơ tim và như vậy nó sẽ làm tăng cung lượng tim. Tác động này rất mạnh, mạnh hơn epinephrine rất là nhiều. Tác động trên thụ thể beta 2 đó thì nó sẽ gây giãn mạch. Giãn mạch ngoại biên, giãn mạch ở hệ thống cơ vận động và nó sẽ giãn hầu hết cơ trơn một cách tuyến. Thì cái ứng dụng mà người ta dùng nhiều nhất của cái nhóm thuốc này đó là người ta dùng cái tác động giãn cơ trơn khí phế quản. Cho nên mình sẽ thấy là người ta sẽ dùng trong điều trị hen hoặc là tất cả những trường hợp mà bệnh nhân có co thắt cơ trơn khí phế quản. Thì dược động học đó thì mình sẽ thấy là isoproterenol đó hầu như là nó rất bị ít bị
bị thoái dán bởi men mau, và chủ yếu là nó sẽ bị thoái dán bởi men cov. Cov là viết tắt của catechol omethyl transferase, đây cũng là một cái men thoái dán norepinephrine, và nó sẽ thoái dán norepinephrine chủ yếu là ở cơ quan hiệu ứng. Hai cái men này trong cái sơ đồ sinh tổng hợp norepinephrine là mình có nhắc tới rồi đó. Và như vậy đó thì cái tác dụng của isoproterenol so với epinephrine và norepinephrine thì nó sẽ dài hơn. Chỉ định thì người ta sử dụng theo cái tác dụng dược lý của thuốc. Như vậy thứ nhất đó là thuốc nó tác động vào beta 1, cho nên người ta sử dụng trong những trường hợp mà người ta cần kích thích tim. Ví dụ như là bệnh nhân bị rối loạn nhịp chậm nè, bệnh nhân có rối loạn truyền nhiễm thất vân vân. Trường hợp thứ hai liên quan tới tác động lên beta 1 đó là sốc. Thì trong sốc đó thì bệnh nhân có giảm huyết áp ha. Thì người ta cũng dùng isoproterenol để nâng huyết áp lên, và đặc biệt là trong những trường hợp bệnh nhân bị sốc tim thì người ta dùng với cái tác động trên beta 1. Tuy nhiên hiện nay đó thì trong sốc người ta ít dùng isoproterenol vì mình sẽ có nhiều thuốc khác có thể thay thế, ví dụ mình có thể dùng dopamine ha, cho nên người ta ít có dùng isoproterenol. Còn cái tác động trên điều trị hen đó thì cái chỉ định này đó mình sẽ quay lại. Với cái chỉ định này thì isoproterenol cũng giống như là epinephrine, tức là mình dùng trong điều trị hen đó thì chúng ta cần cái tác dụng giãn cơ trơn khí phế quản, và cái tác dụng này thì nó nằm trên thụ thể beta 2. Nhưng mà khi mình dùng isoproterenol đó thì thuốc tác động cả beta 1 lẫn beta 2, và mình sẽ không có tránh được cái tác động của thuốc trên thụ thể beta 1. Như vậy thì nó dẫn đến điều gì? Những trường hợp mà bệnh nhân có những cái bệnh lý tim mạch sẵn có, ví dụ như là bệnh nhân có nhịp tim nhanh, bệnh nhân có tăng huyết áp, bệnh nhân có bệnh mạch vành, hoặc là bệnh nhân có suy tim vân vân, thì cái việc kích thích vào beta 1 á, nó sẽ dẫn đến những cái tác động không có lợi đối với trường hợp bệnh nhân có bệnh tim mạch sẵn có. Trong những trường hợp bệnh nhân không có bệnh tim mạch sẵn có đó, thì cái việc kích thích vào beta 1 cũng sẽ làm cho bệnh nhân rất là khó chịu, sẽ làm cho nhịp tim nhanh, bệnh nhân sẽ có biểu hiện là hồi hộp đến trống ngực hoặc là rung tay vân vân. Cho nên trong điều trị hen á, thì nếu mình dùng isoproterenol á, thì mình sẽ thấy là mình phải dùng đối với những cái đối tượng mà không có bệnh lý tim mạch sẵn có thì nó thuận tiện hơn. Đây là các biệt dược của isoproterenol ha, và dạng trình bày của isoproterenol đó, mình có dạng viên uống, dạng ống và dạng phun. Hiện nay thì mình thấy là như vậy thì chủ yếu là người ta sử dụng isoproterenol chủ yếu là trong những trường hợp kích thích tim thôi. Còn trong những trường hợp như là bệnh nhân bị hen hoặc là bị sốc đó, thì người ta sẽ có những cái loại thuốc khác. Cho nên hầu như là các em đi lâm sàng đó, các em sẽ rất ít gặp isoproterenol. Thì chút xíu và sẽ giải thích cái lý do này ha. Như vậy mình để mình hạn chế bớt những cái tác dụng của isoproterenol trên cái thụ thể beta 1 á, thì mình sẽ có một cái nhóm đi sau nhóm này. Nhóm mới hơn của isoproterenol đó, người ta gọi là các dẫn xuất của isoproterenol có tác động chọn lọc vào thụ thể beta 2. Như vậy cái nhóm này đó thì cái tác động của nó đó là kích thích chọn lọc vào beta 2 và nó sẽ tránh được các tác động trên beta 1. Nhóm này người ta còn gọi là chất chủ vận beta 2. Thì đây là một cái nhóm thuốc rất là lớn trong điều trị bệnh lý hen phế quản. Cho nên cái nhóm này đó mình sẽ gặp lại trong bài thuốc điều trị hen suyễn, và các em sẽ gặp lại trong cái phần điều trị với các anh chị ở bộ môn nội ha. Đây là một nhóm thuốc rất lớn, và khi các em đi lâm sàng đó thì một cái thuốc rất quen thuộc các em sẽ gặp đó là salbutamol. Mình đi ở các cái đơn vị lâm sàng, hầu như là nếu bệnh nhân có co thắt cơ trơn khí phế quản đó, mình thấy là người ta đều có thể dùng salbutamol hết. Cái nhóm này đó thì đây là các cái thuốc cô liệt kê ở đây, thì cái phần này mình sẽ không có đi sâu vào nhóm này về đặc điểm của từng nhóm thuốc. Ở trong cái nhóm này thì người ta sẽ chia ra đó là những cái nhóm thuốc khởi phát tác dụng nhanh ha, những cái thuốc khởi phát tác dụng chậm, rồi những thuốc tác động ngắn, những thuốc tác động dài để người ta ứng dụng trong điều trị. Thì cô không đi sâu vào phần này, thì các em sẽ học lại cái nhóm này. Thì vậy mình chỉ sơ lược qua để mình biết là đối với cái nhóm này đó thì mình sẽ có những cái thuốc mình liệt kê tên ở đây. Cái thứ hai là đặc tính của nhóm này đó là kích thích chọn lọc vào beta 2. Như vậy mình thấy là mình nói là trong những trường hợp bệnh nhân có hen phế quản hoặc là có thắt cơ trơn khí phế quản đó, mình dùng nhóm kích thích chọn lọc vào beta 2 thì hạn chế được tác động trên beta 1. Nhưng mà người ta cũng không có hoàn toàn yên tâm là thuốc không tác động vào beta 1. Lý do vì sao? Vì cái tính chọn lọc vào các thụ thể của hệ giao cảm đó, và hệ thống thần kinh thực vật nói chung đó, thì cái tác động này nó mang rất tương đối. Và như vậy nếu mà chúng ta dùng liều cao đó thì cái tính chọn lọc này sẽ mất đi. Cho nên người ta nói là nếu mà chúng ta dùng liều cao đó thì cái tác dụng chọn lọc sẽ mất, và lúc đó thuốc nó sẽ tác động luôn cả thụ thể beta 1 luôn. Như vậy thì các cái người sử dụng lâm sàng đó, người ta sẽ hỏi chúng ta một câu đó là liều bao nhiêu gọi là liều cao,
để người ta hạn chế liều cao và hạn chế cái việc tác động vào beta 1. Làm sao để mình nhận biết là thuốc tác động ở liều cao? Khi mà mình sử dụng các cái chất cử vận beta 2 mà bệnh nhân than với mình là hồi hộp, đánh trống ngực, nhịp tim nhanh hoặc là rung tay đó, thì các tác động đó là các tác động trên beta 1, thì mình sẽ biết là liều đó đối với bệnh nhân là liều cao. Và cái câu trả lời về cái việc là liều bao nhiêu là liều cao thì người ta không có câu trả lời chính xác cho cái câu hỏi này. Lý do là đáp ứng của mỗi bệnh nhân là mỗi khác, cho nên trong điều trị thì người ta sẽ dò liều. Thì cô mượn cái sơ đồ này ha để mình so sánh về epinephrine và các cái chất chủ vận beta 2. Thì các chất chủ vận beta 2 mình liệt kê các thuốc ở đây ha. Thì các em sẽ thấy là đây là các chất chủ vận beta 2 có tác động giãn cơ trơn khí phế quản, mình so sánh với epinephrine ha. Ở đây mình so sánh hai cái thông số đó. Thứ nhất là cái thanh màu đỏ này đó là thời gian khởi phát tác dụng, và cái thanh màu xanh đó là thời gian tác dụng. Cái khái niệm về thời gian khởi phát tác dụng và thời gian tác dụng thì cái phần này, phần dược lý đại cương thầy chữ có giới thiệu với các em rồi đó. Về các thông số dược động học thì mỗi một thông số như vậy nó đều có ý nghĩa nhất định của nó, và nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái việc sử dụng thuốc trên bệnh nhân, trên từng bệnh nhân hoặc là trên lâm sàng nói chung. Thì hai cái thông số rất là quan trọng mà các em lưu ý đó là gì? Thứ nhất là thời gian khởi phát tác dụng. Cái thời gian này đó mình sẽ tính từ khi mà đưa thuốc vào cơ thể bệnh nhân đến khi thuốc bắt đầu tác dụng, thì mình gọi là thời gian khởi phát tác dụng ha. Hay mình còn dùng một cái từ khác là thời gian tiềm phục đó. Tiếng Anh đó thì thường người ta hay dùng cái thời gian này là onset đó, là thời gian khởi phát tác dụng ha. Thời gian tác dụng đó là từ khi thuốc bắt đầu tác dụng đến khi thuốc hết tác dụng. Thời gian này nó sẽ có ý nghĩa giúp cho chúng ta biết đó là cái thời gian tác dụng của thuốc là bao lâu, để chúng ta có thể lặp lại liều thứ hai nếu mà cần thiết, hoặc là liều thứ hai, liều thứ ba đó, vân vân. Như vậy thì mình sẽ thấy là so sánh với epinephrine đó, thì mình thấy là epinephrine đó, thời gian khởi phát tác dụng rất là nhanh ha, nhưng mà thời gian tác dụng này mình thấy nè rất là ngắn, rất là ngắn. Vì sao? Vì epinephrine nó sẽ bị bán thải vào hệ thống men tự nhiên trong cơ thể của mình đó, cho nên mình thấy là để duy trì thời gian tác dụng của epinephrine thì người ta phải sử dụng bằng đường tiêm truyền tĩnh mạch trong nâng huyết áp đó. Nhưng mà mình sẽ thấy là như trong điều trị các trường hợp mà bệnh nhân có co thắt cơ trơn khí phế quản thì ta không có dùng cái thuốc này ha. Lý do là mình muốn kéo dài thời gian tác dụng thì mình phải dùng đường tiêm truyền, nó rất là không thuận lợi, cho nên người ta chỉ dùng epinephrine trong những trường hợp mà người ta cần cấp cứu thôi. Đây là các thuốc thuộc nhóm chất chủ vận beta 2, thì mình sẽ thấy đó, ví dụ như mình có tetrabenazine nè, thời gian khởi phát tác dụng rất là nhanh ha. Rồi mình có fenfluramine nè, thời gian khởi phát hiệu cũng rất là nhanh, cũng tương đương với tetrabenazine luôn. Nhưng mình so giữa hai thuốc này thì mình sẽ thấy đó là tetrabenazine cho cái thời gian tác dụng ngắn hơn, trong khi đó thì fenfluramine cho thời gian tác dụng rất là dài ha. Còn ví dụ như là amiodarone thì mình thấy là khởi phát tác dụng chậm hơn, nhưng mà thời gian tác dụng nó so với tetrabenazine thì nó dài hơn hay, nhưng mà nó ngắn hơn fenfluramine. Còn salmeterol thì thời gian khởi phát tác dụng chậm, nhưng mà thời gian tác dụng thì nó kéo dài. Cho nên trong điều trị người ta sẽ ứng dụng các cái thời gian này, và người ta sẽ đưa ra một cái phác đồ điều trị cho nó thích hợp với bệnh nhân. Thì cái phần này các em sẽ học tiếp ở những cái bài sau, và học cái phần điều trị với bộ môn nội ha. Độc tính isoproterenol đó là nó liên quan tới việc kích thích của beta 1. Như vậy nó sẽ làm cho bệnh nhân bị hồi hộp, đánh trống ngực nè, nhịp tim nhanh nè. Và nó có thể gây ra tình trạng rối loạn nhịp. Mình so sánh một chút xíu về cái tác dụng dược lý của isoproterenol và dopamine ha. Thì mình sẽ thấy đó, là hai cái thuốc này đó điểm giống nhau đó là đều kích thích vào beta 1. Cho nên là trong chống sốc người ta đều có thể dùng dopamine hoặc là người ta dùng isoproterenol. Mình xem trong phần chỉ định của hai thuốc này ở phần trước á. Và cái kích thích vào beta 1 thì làm cho nhịp tim tăng lên nè, lực cơ bắp cơ tim tăng lên, cho nên cung lượng tim sẽ tăng. Isoproterenol thì kích thích vào thụ thể beta 2, cho nên nó sẽ gây giãn mạch ha. Giãn mạch là giãn mạch ngoại biên nè, giãn mạch ở các tạng nữa ha, và nó gây giãn cơ trơn khí phế quản. Trong khi đó đó thì đối với dopamine, khi chúng ta dùng liều thấp á thì dopamine sẽ tác động vào thụ thể B1, làm tăng lượng máu đến thận và sẽ cải thiện lượng nước tiểu. Mình so sánh về cái tính hoạt hóa trên các thụ thể của hệ giao cảm đó ha, để mình có cái so sánh giữa ba thuốc là epinephrine, norepinephrine và isoproterenol đó. Thì các em sẽ thấy là cái sơ đồ bên trên đó là sơ đồ mình so sánh về cái ái lực với thụ thể alpha. Bên phải của sơ đồ này đó là ái lực thấp, và bên trái của cái sơ đồ này là ái lực cao. Như vậy mình thấy là isoproterenol
thì áp lực rất là thấp với thủ thể anh ta. Cho nên ở phần hồi nãy mình nói về cơ chế tác dụng của isoproterenol thì nó là hầu như là không có tác động vào thủ thể alpha ha. Norepinephrine thì áp lực với thủ thể alpha so với epinephrine thì nó yếu hơn. Áp lực với thủ thể beta thì mình sẽ thấy là norepinephrine hầu như là không có áp lực với thủ thể beta 2. Cho nên so sánh với epinephrine và isoproterenol thì nó thấp hơn rất là nhiều. Epinephrine thì tác động thủ thể beta yếu hơn so với isoproterenol ha. Em nói rõ đó, isoproterenol tác động trên thủ thể beta rất là mạnh, mạnh hơn epinephrine rất là nhiều. Cái sơ đồ này mình tóm tắt lại về các tác dụng trên huyết động học của ba thuốc là norepinephrine, epinephrine và isoproterenol. Ở đây người ta có nhiều thông số, ví dụ là lực đề kháng ngoại biên hoặc là nhịp tim. Và các em chỉ cần nhìn vào cái đường chính giữa đây nè, nha, cái đường chính giữa này. Thì ở đây người ta sử dụng cùng một liều lượng đó, mà cùng một thời gian người ta khảo sát, người ta sẽ thấy đó là đối với norepinephrine đó, cái điểm nhận xét thứ nhất là cả ba thuốc này đều nâng huyết áp hết, cho nên người ta đều có chỉ định dùng trong chống sốc hết, dùng để nâng huyết áp hết. Bây giờ so sánh về cái tác động trên huyết áp của ba thuốc này đó thì mình sẽ thấy nè, norepinephrine tăng cả huyết áp tối đa lẫn huyết áp tối thiểu, epinephrine tăng huyết áp tối đa giảm huyết áp tối thiểu. Cái này mình giải thích rồi là do tác động trên beta 2 ha. Isoproterenol tăng huyết áp tối đa, giảm huyết áp tối thiểu. Rồi bây giờ mình so sánh giữa cái việc tăng huyết áp tối đa đó thì mình sẽ thấy là norepinephrine đó, tăng huyết áp tối đa mạnh nhất. Epinephrine và isoproterenol thì nó bằng bằng với nhau. Và norepinephrine tăng huyết áp tối đa mạnh hơn epinephrine và isoproterenol rất là nhiều. Về huyết áp tối thiểu đó thì mình sẽ thấy là isoproterenol hạ huyết áp tối thiểu nhiều hơn so với epinephrine. Cái này mình giải thích được không? Mình giải thích tại sao mà isoproterenol hạ huyết áp tối thiểu nhiều hơn epinephrine. Alo, alo. Dạ, áp lực trên beta 2. Áp lực của beta 2 thì epinephrine cũng áp lực beta 2 mà. Nhưng mà áp lực của thằng... Ai chà, cô ơi, xin lỗi. Mấy em nhìn thấy cái màn hình trình chiếu của cô không? Dạ có cô. Dạ thấy rồi. Dạ thấy. Mà bây giờ cô quay ra mới thấy là em không thấy. Nếu các em không có nhìn thấy màn hình thì các em cứ bật micro lên để cô quay lại nha. Thấy gì nấy cô không nhìn thấy. Các em nhìn thấy màn hình của cô chưa? Dạ rồi. Rồi. Cái tác động mà các em mới vừa trả lời câu đó là đúng rồi đó. Mình sẽ thấy isoproterenol á, cái lực trên thủ thể beta nó mạnh hơn epinephrine. Cho nên á là nó sẽ tác động trên beta 2 nhiều hơn so với epinephrine ha, cho nên huyết áp tối thiểu nó hạ nhiều hơn. Và mình qua thuốc thứ năm là phenylephrine. Đây là một cái thuốc tác động vào thủ thể alpha 1 nha. Tác động chọn lọc vào alpha 1. Thì tác động chọn lọc vào alpha 1 thì nó sẽ gây ra những cái tác động gì? Thứ nhất là tác động trên cơ trơn mạch máu ha. Như vậy nó sẽ làm co thắt cơ trơn mạch máu. Và khi co cơ trơn mạch máu thì nó sẽ có thể làm tăng huyết áp. Tuy nhiên cái tác dụng dược lý này đó thì nó có thể làm tăng huyết áp, nhưng mà người ta không có dùng phenylephrine để nâng huyết áp. Lý do là vì thuốc nó chỉ tác động vào alpha thôi, cho nên là cái tác dụng nâng huyết áp của nó không có mạnh bằng epinephrine, norepinephrine, dopamine và isoproterenol. Cho nên người ta không có dùng để nâng huyết áp. Sử dụng trên lâm sàng đó thì người ta dựa vào cái tác dụng dược lý. Tác dụng dược lý thứ nhất là co mạch đó, thì người ta dùng trong lĩnh vực chống dị ứng, đặc biệt là chống sung huyết ở mũi. Thì mình cũng biết là nếu bệnh nhân thường, ví dụ như là bệnh nhân bị viêm mũi dị ứng đó, thì mình sẽ gặp bệnh nhân có tình trạng là nghẹt mũi nè, chảy mũi. Thì nghẹt mũi đó là do cái tình trạng phù nề cái niêm mạc ở những cuống mũi, làm cho cái cuống mũi nó phù nề lên. Rồi cái thứ hai đó là nó có tình trạng là tăng xúc tiết, cho nên bệnh nhân sẽ bị chảy mũi. Như vậy người ta dùng phenylephrine đó thì nó sẽ gây co mạch ở cái hệ thống niêm mạc đó, và như vậy nó sẽ làm giảm tình trạng phù nề. Và khi nó giảm phù nề cuống mũi đó, thì nó sẽ làm thông thoáng cái đường hô hấp và bệnh nhân sẽ giảm cái triệu chứng nghẹt mũi. Và cái thứ hai đó là khi nó co mạch như vậy thì nó sẽ làm giảm quá trình xúc tiết, cho nên bệnh nhân sẽ giảm cái triệu chứng chảy mũi. Cho nên thường đó thì mình sẽ thấy phenylephrine người ta dùng trong lĩnh vực tai mũi họng là nhiều.
và hầu như là các em không có gặp đơn chất, mà thường mình sẽ gặp người ta phối hợp trong các cái chế phẩm như là nhỏ mũi nè, hoặc là người ta phối hợp trong các cái thuốc chống cảm cúm phối hợp cho có thành phần phenylephrine. Cái tác dụng thứ điều tiết thứ hai mà người ta ứng dụng cái thuốc này đó là vì nó tác động vào alpha 1, như vậy nó sẽ tác động vào cơ tim móng mắt và nó gây co cơ tim móng mắt. Và khi nó gây co cơ tim móng mắt thì nó sẽ làm giãn đồng tử, cho nên người ta dùng thuốc để làm giãn đồng tử ha. Thì nếu mà dùng thuốc để làm giãn đồng tử đó thì các em sẽ thấy là cái thuốc này á, ưu điểm của nó so với atropine là gì, là nó cái thời gian tác dụng của nó ngắn và như vậy nó giúp cho đồng tử nó mau trở về cái trạng thái bình thường trước đó. Trong khi đó nếu mình dùng atropine á, thì tình trạng giãn đồng tử này kéo dài khoảng 72 giờ, và như vậy nó sẽ làm cho người ta rất là khó chịu. Tức là khi mà người ta đi ra ngoài ánh sáng đó, thì khi ánh sáng chiếu vào đồng tử đó, thì khi mình có nhỏ atropine, đồng tử nó không có co lại, cho nên là người ta rất là khó chịu ha. Và đầu atropine nó sẽ gây tình trạng là rối loạn ở cái khoảng nhìn gần, cho nên người ta rất là dễ bị té ngã, cho nên là người già đó là không có thích hợp. Cho nên sau này người ta ít sử dụng những cái thuốc mà tác động giãn đồng tử kéo dài như vậy. Phenylephrine là một trong những cái lựa chọn mà ta dùng để có tác dụng giãn đồng tử, và cái tác dụng này nó sẽ ngắn hơn so với atropine. Các cái dẫn xuất khác mà có cái tác dụng giống như phenylephrine á, là trên thị trường mình gặp rất là nhiều là naltrexone hoặc là silometazoline. Thuốc thứ năm là clonidine. Như vậy mình đi qua năm thuốc ha. Mình có epinephrine nè, norepinephrine, dopamine, isoproteranol và phenylephrine. Thì năm thuốc này đó, ái tính trên các cụ thể của hệ giao cảm là khác nhau. Tuy nhiên năm thuốc mình vừa liệt kê ra đó, nó đều có chung một cái tác dụng trên hệ thống thần kinh thực vật, đó là nó gây ra tình trạng tăng huyết áp. Trong khi đó cái thuốc thứ sáu là clonidine đó, mình xếp vào trong cùng nhóm này vì cơ chế tác động của nó là tác động kích thích vào thụ thể alpha, thụ thể của hệ giao cảm đó. Tuy nhiên cái đáp ứng trên huyết áp đó, là một cái đáp ứng ngược lại, và đây là một cái thuốc tác động chọn lọc vào thụ thể alpha trung ương. Thì thụ thể này trong cái bản mình mô tả về các cái thụ thể của hệ giao cảm, mình chưa đề cập tới thụ thể này. Thụ thể này đó hiện diện ở hệ thống thần kinh trung ương, và thụ thể alpha trung ương á, cho cái đáp ứng giống như là alpha 2 nằm ở vị trí tiền synapse, mình gọi là alpha 2 nằm ở vị trí tận cùng của thần kinh giao cảm. Cho nên kích thích vào vị trí này đó thì nó gây giảm tiết norepinephrine, và khi giảm tiết norepinephrine đó thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là hạ huyết áp, vì nó làm giảm tác động của norepinephrine lên các thụ thể. Và cái tác động là tác động kích thích, cho nên là mình xếp chung vào trong nhóm này. Như vậy cái thuốc này đó, nếu mình xếp theo các cái nhóm có tác dụng điều trị đó, thì người ta sẽ xếp vào thuốc có tác dụng hạ áp, và mình sẽ gặp lại trong cái bài thuốc điều trị tăng huyết áp. Thì trong cái phần này thì mình chỉ nói sơ qua nhóm này như vậy thôi. Về những cái tác dụng không mong muốn của các cái chất cường giao cảm đó, thì mình nói chung hết là nó sẽ có những cái tác động nào. Thứ nhất là nó gây nhịp tim nhanh, cho nên có thể gây ra tình trạng rối loạn nhịp. Thứ hai là có thể gây tình trạng nhức đầu. Và thứ ba đó là nó gây tình trạng kích thích, cho nên nó dẫn đến cái biểu hiện là kích thích quá mức, và bệnh nhân có thể ở trạng thái nhịp tăng động, kích thích quá mức ha. Rồi nó kích thích vào thần kinh trung ương, cho nên dễ gây tình trạng mất ngủ, tăng nhu động cơ trơn, cho nên bệnh nhân có thể là bị buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy, và nó gây ra tình trạng run vẩy. Thì đây là tất cả các tác dụng không mong muốn nói chung của các chất cường giao cảm. Cho nên đôi khi đó, ví dụ như là mình dùng các cái thuốc mà người ta có phối hợp các chất cường giao cảm ở trong các thuốc đó thì những cái vùng nhạy cảm đó mình có thể thấy được cái tác dụng này. Ví dụ như là để làm giảm bớt cái triệu chứng mà bị nghẹt mũi, chảy mũi vân vân đó, người ta có phối hợp phenylephrine trong các thuốc chống cảm cúm phối hợp đó, là các em sẽ thấy đối với những người nhạy cảm đôi khi người ta sẽ bị mất ngủ ha, là do cái tác dụng kích thích vào thần kinh thực vật. Bây giờ mình sẽ tóm tắt lại về cái tính chọn lọc tương đối của các chất chủ vận trên các cụ thể của hệ giao cảm ha. Thì mình sẽ có thứ nhất là epinephrine. Thì như vậy nếu epinephrine là một cái thuốc mà nó sẽ tác động trên tất cả các cụ thể của hệ giao cảm, và cái tác động của nó là ngang bằng với nhau. Vậy mình thấy tác động alpha 1 bằng alpha 2 ha, beta 1 bằng beta 2. Thứ hai là norepinephrine. Thì norepinephrine là một cái thuốc mà hầu như rất ít tác động trên beta 2. Thứ ba là dopamine. Dopamine á, thì mình nhớ là dopamine mình có tam giác liều đó ha.
Vì dopamine tác động phụ thuộc vào liều. Liều thấp đó thì nó sẽ tác động vào thụ thể D1. Mình sử dụng liều trung bình tác động vào thụ thể beta và dùng liều cao tác động vào thụ thể alpha. Và trong cái nhóm này đó thì mình có thêm một thuốc nữa là dovitamin. Đây là thuốc tác động trực tiếp vào thụ thể beta và tác động mạnh nhất của nó là vào thụ thể beta 1. À, rồi kế tiếp là tác động trên beta 2 và rất ít tác động trên thụ thể alpha. Thứ tư là isoproteranol. Isoproteranol là một cái thuốc tác động rất mạnh vào thụ thể beta. So với các chất cường giao cảm đó, thì isoproteranol tác động vào thụ thể beta là mạnh nhất và beta 1 bằng beta 2, hầu như là không có tác động trên thụ thể alpha. Và trong cái nhóm này đó thì mình nên nhớ là mình có thêm một nhóm nữa rất là lớn trong điều trị các tình trạng co thắt cơ trên khí phế quản đó là các chất chủ vận beta 2. Thì các chất chủ vận beta 2 tác động chủ yếu là trên thụ thể beta 2. Thứ năm là mình có phenylephrine ha. Phenylephrine là thuốc tác động chọn lọc vào alpha 1. Và như vậy nó cho cái tác động rất là mạnh trên thụ thể alpha 1. Tác động alpha 2 rất là ít và hầu như là không có tác động vào thụ thể beta. Và thuốc cuối cùng đó là clonidine. Thì clonidine là thuốc tác động vào alpha 2 trung ương và nó rất ít tác động alpha 1 và hầu như không tác động vào thụ thể beta. Nên nếu mà các em nắm được cái bảng mà cô tóm tắt lại về các thụ thể của hệ giao cảm, các tác động khi mà mình kích thích vào các thụ thể này đó, và cái bảng tóm tắt về cái tính chọn lọc tương đối của các chất chủ vận trên các thụ thể, thì mình có thể dễ dàng suy ra được cái tác dụng dược lý của các thuốc này. Mình có thể so sánh giữa các thuốc này với nhau và mình có thể mô tả được các tác động của thuốc trên các cái cơ quan mà tại sao người ta chỉ định trong các cái trường hợp bệnh lý như thế nào, rất là dễ dàng ha. Mà nhưng mà không có cần học thuộc lòng nha, đừng học thuộc lòng. Mấy em so sánh các thuốc này với nhau dựa vào cái tính chọn lọc trên các thụ thể. Rồi mình đi lâm sàng á, mình sẽ hỏi thêm các anh chị lên lâm sàng thì mình sẽ có được một cái hiểu hơn về các cái thuốc này một cách logic hơn ha. Rồi cô mượn cái bản này. Các em có thể tham khảo cái quyển sách này nè. Cái quyển sách này á, thì họ sử dụng rất là nhiều cái hình ảnh có màu sắc và nó cũng đơn giản thôi, mình dễ nhớ, mình dễ xem. Thì cô mượn cái bản này thì các em sẽ nhìn thấy đó, cái bản này người ta cũng so sánh về cái tính chọn lọc của các cái chất cường giao cảm trên các thụ thể giao cảm, và đây là cái nhóm tác động trực tiếp ha. Thì mình thấy là mình có bốn loại thụ thể nè: alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2. Epinephrine người ta cho một cái màu bằng nhau hết từ đến đây, thì có nghĩa là epinephrine nó tác động trên tất cả các thụ thể của hệ giao cảm và nó cho tác động bằng nhau hết. Norepinephrine á thì mình thấy là tác động alpha 1, alpha 2, beta 1 ha. Cái chỗ này nó mất tiêu nè. Cho nên nó không có cái màu sắc gì đây hết. Thì cho mình biết là norepinephrine hầu như là rất ít tác động vào beta 2. Dovitamin á thì tác động mạnh nhất là trên thụ thể beta ha. Hầu như là rất ít tác động vào thụ thể alpha. Phenylephrine là tác động vào alpha 1. Ở đây mình có đây là các cái thuốc thuộc nhóm chủ vận beta 2 ha. Thì các thuốc thuộc nhóm chủ vận beta 2 đó mình sẽ thấy là chủ yếu là tác động vào beta 2. Như cái màu người ta cho mình một cái màu là nó lam về phía bên đây, có nghĩa là nếu như mà chúng ta sử dụng liều cao đó thì thuốc sẽ tác động luôn qua beta 1 luôn và nó sẽ trở thành giống như là isoproteranol, còn clonidine thì tác động vào alpha 2 trung ương. Thì đó là mình có các cái thuốc, mình so sánh về các cái thuốc cường giao cảm và cái tính chọn lọc trên các thụ thể của nó. Như vậy mình thấy là về cái tính chất co mạch đó thì norepinephrine nó co mạch mạnh hơn epinephrine. Dopamine là cái thuốc tác động phụ thuộc vào liều ha. Các cái dẫn xuất của isoproteranol nó thì là những cái thuốc mà nó tác động chủ yếu là trên thụ thể beta 2, mà còn gọi là các chất chủ vận beta 2. Và các chất chủ vận beta 2 thì ứng dụng nhiều nhất là người ta dùng trong hen phế quản, thứ hai là người ta dùng trong sản phụ khoa đó, người ta dùng để chống co thắt cơ trơn tử cung. Trong những trường hợp bệnh nhân bị dọa sảy đó, người ta có dùng cái nhóm thuốc này để làm giảm cơn co tử cung. Phenylephrine là thuốc gây tình trạng co mạch đó, và thường mình dùng trong chống dị ứng. Cái bản này là mình tóm tắt lại về các cái thuốc cường giao cảm tác động chủ yếu trên thụ thể nào và người ta ứng dụng trong những cái chỉ định lâm sàng nào. Ví dụ em có epinephrine nè, tác động lên tất cả các thụ thể ha. Rồi mình có norepinephrine tác động lên thụ thể alpha và beta 1. Rồi dopamine ha, rồi isoproteranol chủ vận beta 2, phenylephrine và clonidine.
nhóm kích thích giao cảm gián tiếp á, thì cái nhóm này đó là nó tác động liên quan tới chất dẫn truyền thần kinh. Thì cơ chế tác động của nhóm này đó, một là kích thích tận cùng thần kinh giao cảm, và như vậy nó sẽ làm tăng cái lượng chất dẫn truyền thần kinh. Thứ hai là trong cái nhóm thuốc kích thích giao cảm gián tiếp á, thì mình chỉ học hai thuốc là epinephrine và amphetamine thôi. Thì hai cái thuốc này đó, thực ra đó thì ngoài cơ chế tác động gián tiếp, nó có tác động trực tiếp vào thụ thể giao cảm nữa. Cho nên thực ra đó thì người ta xếp epinephrine và amphetamine vào cái nhóm là gọi là nhóm tác động hỗn hợp. Tức là nó một phần là tác động gián tiếp, một phần là tác động trực tiếp. À, thì mình sẽ có thuốc thứ nhất là epinephrine. Thì mình thấy epinephrine đó, nó sẽ làm tăng cái lượng chất dẫn truyền thần kinh, cho nên nó gây kích thích hệ giao cảm. Và tác dụng dược lý của nó thì thứ nhất là nó kích thích thần kinh trung ương, cho nên nó gây ra tình trạng là hưng phấn nè, giảm buồn ngủ ha. Thì cái tác động này đó nó cũng tùy theo đáp ứng của từng cá thể, cho nên có thể đối với những, có một số người ta thấy là khi người ta sử dụng epinephrine thấy ở trạng thái là hưng phấn nè, khoan khoái hơn, cảm thấy bớt buồn ngủ vân vân ha. Nhưng mà cũng có một số người đó khi người ta sử dụng các thuốc mà có epinephrine trong đó thì người ta sẽ cảm thấy là người ta bị mất ngủ ha, hoặc là bồn chồn, lo âu vân vân. Thì đáp ứng của mọi người là mỗi khác. Cái thứ hai là nó có tác dụng hiệp đồng với các thuốc kích thích và đối kháng với thuốc ức chế thần kinh trung ương như là thuốc mê và thuốc ngủ ha. Thì cái ứng dụng này đó người ta dùng trong cái việc là người ta phối hợp các thuốc lại với nhau. Nhưng mà cái chế phẩm phối hợp này thì hiện nay mình ít có gặp. Rồi kích thích trung tâm hô hấp và vận mạch ở hành não, và nó sẽ kích thích vào thụ thể beta 1, cho nên sẽ làm tăng huyết áp. Dược động học thì thuốc này nó không có bị bán thải bên mang mau và mang com ha, cho nên là chuyển hóa rất là chậm, tức là thời gian tác dụng của nó kéo dài. Thuốc nó cũng thải trừ chậm luôn. Chỉ định đó thì chủ yếu là người ta dùng trong lĩnh vực chống dị ứng ha, về chống sủng huyết cơ mũi hoặc là chống dị ứng tai mũi họng. Epinephrine thì mình cho thấy là cái tác dụng kích thích vào thần kinh thực vật đó thì nó sẽ dẫn đến nhịp tim nhanh hoặc là tăng huyết áp hoặc là mất ngủ vân vân. Thì nó tạo thành tác dụng không mong muốn khi mà người ta dùng với những cái chỉ định này. Cho nên là để giảm bớt cái tính kích thích vào thần kinh thực vật đó, thì người ta sử dụng một cái hoạt chất người ta gọi là pseudoephrine. Pseudo tức là giả epinephrine á, ha. Pseudoephrine. Con phải viết cái từ này ở đây. Đây, cái từ này pseudoephrine, thì với cái hoạt chất này đó thì nó sẽ giúp cho người ta ít có chịu những cái tác động kích thích vào thần kinh thực vật của epinephrine. Và mình gặp rất là nhiều trong những cái thuốc chống cảm cúm. Nó cũng là một cái chất mà nó có khả năng gây nghiện nha, cho nên là có một dạo mình thấy trên báo người ta cũng khuyến cáo là người ta cũng quản lý cái hoạt chất này để tránh cái tình trạng là người ta sử dụng và người ta lạm dụng cái hoạt chất này. Tác dụng phụ của thuốc là nó kích thích vào thần kinh thực vật, làm tăng huyết áp, là loạn nhịp hoặc là khó ngủ. Cho nên để làm giảm bớt cái tác dụng phụ này đó, người ta có thể dùng cái hoạt chất là pseudoephrine. Thuốc thứ hai là amphetamine. Thì amphetamine đó, về cơ chế tác dụng nó cũng kích hoạt hệ thống thần kinh thực vật giống như epinephrine ha. Nhưng mà cái tác dụng của nó đó, thì nó sẽ khác epinephrine ở chỗ nào? Thì thứ nhất là cái tác dụng mà gây hưng phấn, giảm mệt mỏi, tăng thành tích thi đấu của amphetamine rất mạnh, mạnh hơn epinephrine rất là nhiều. Cho nên đôi khi đó thì mình sẽ thấy là amphetamine nó sẽ có trong cái danh sách mình gọi là doping, tức là các cái chất mà có thể gây kích thích và nó sẽ làm tăng thành tích thi đấu đó, và các cái hiệp hội về thể thao đó người ta sẽ đưa vào trong cái danh sách này. Cái thứ hai nữa đó là về cái tác dụng cường giao cảm. Tác dụng cường giao cảm như tác dụng co mạch hoặc là tác dụng trên hệ thống tim mạch kia nọ của amphetamine đó, thì nó sẽ yếu hơn so với epinephrine. Thứ ba đó là thuốc nó có tác dụng là giảm ăn ngon, và như vậy người ta cũng có dùng amphetamine trong những cái sản phẩm gọi là sản phẩm giảm cân ha. Tác dụng phụ đó là nó có thể gây ra tình trạng là kích thích vào hệ thống tim mạch, làm cho bệnh nhân bị buồn nôn, chóng váng, đánh trong ngực, do nhịp tim nhanh đó. Và nếu mà kích thích liên tục như vậy đó thì có thể dẫn đến tình trạng là suy nhược tinh thần. Cho nên là amphetamine hiện nay đó nó là một cái chất mà người ta cấm sử dụng ha. Bởi vì các cái chất này đó nó sẽ gây kích thích vào thần kinh trung ương rất là mạnh, và thường người ta không có dùng trong mục đích điều trị, mà chủ yếu là amphetamine người ta sẽ dùng
làm các cái thuốc mình gọi là thuốc lắc đó, thuốc lắc nè, và nó được xếp vào cái nhóm giống như là ma túy, và hiện nay là đây nó thuộc vào một trong những cái chất cấm, người ta không sử dụng. Các em xem là mình có câu hỏi gì cho bài này không? Không, vậy các em hiểu hết bài này ha. Alo Đây, cô đây. hỏi cái chỗ hồi nãy cái nhóm iso protein, cái thằng iso Ừ. là điều trị hen suyễn là ưu tiên dùng samutamol đúng không Đúng rồi. con? À, vì sao hồi nãy cái thằng formoterol, cái thằng tác dụng của nó dài và cái thời gian tác dụng ban đầu của nó cũng dài nữa, tại sao không ưu tiên dùng đó con? Còn formoterol Thì cô quay lại cái slide này ha. Em muốn nói slide này à, dạ đúng rồi con, không? thời gian tác dụng bên nào nó ngắn hơn thì sao mình không ưu tiên dùng đó? Cô giải thích chỗ này ha. Các em sẽ thấy gì nè. Cái việc người ta sử dụng trên lâm sàng đó thì sẽ tùy theo cái mục đích điều trị ha. Ví dụ như là người ta cần duy trì tác dụng trong những trường hợp mà bệnh nhân bị hen phế quản á, người ta sử dụng các thuốc tác động dài. Thuốc tác động dài ha. Rồi, bây giờ để người ta cắt cơn á thì người ta phải dùng thuốc có tác động ngắn. Trên tùy vào cái tình trạng mà người ta cần giải quyết cho bệnh nhân. Salbutamol á thì cái thời gian tác dụng của nó không có dài. Nó không có duy trì tác động lâu ha. Salbutamol là amiodarone nè. Đây nè. Nếu mình so với formoterol đó thì formoterol cho cái thời gian tác dụng dài hơn. Cái này đó là người ta ứng dụng các cái thời gian khởi phát tác dụng và thời gian tác dụng của các chất vi khuẩn beta 2 trong điều trị hen phế quản nó rất là uyển chuyển. Rất uyển chuyển. Cô không có muốn đi sâu vào phần này tại vì các em sẽ học lại. Ha. Thì giờ các em sẽ hiểu là đối với cái nhóm này đó thì người ta sẽ phân nhóm dựa vào thời gian khởi phát tác dụng, dựa vào thời gian tác động của các cái thuốc này, và người ta sẽ sử dụng, người ta ứng dụng trong điều trị là tùy theo cái mục tiêu điều trị của bệnh nhân. Còn một cái điểm thứ hai nữa đó là có khi là tùy theo cái thuốc hiện đang có trong bệnh viện đó nha em. Mình không có kể đến cái khi mình học thì mình không kể đến cái trường hợp đó. Có nhiều trường hợp á là cái thuốc mà em cần dùng á thì trong bệnh viện không có thì người ta có thể thay thế bằng thuốc khác. Mặc dù mình không có được nhưng mà mình mong muốn, nhưng mà vì mình sẵn có thuốc đó thì người ta phải sử dụng, hoặc là người ta phải dùng các cái thuốc có trong bảo hiểm y tế trước cũng có nữa. Alo. Alo. Formoterol trên cái sơ đồ này mình thấy là cái thời gian tác dụng của nó là tới mười mấy giờ nữa nha. Tới mười mấy giờ. Còn amiodarone thì nó chỉ có mấy giờ thôi, nghĩa là sau đó mình phải tập lại liều á. Rồi, các em còn có hỏi gì nữa không? Bài này mình còn có hỏi gì nữa không? Thì cô tiếp qua cái nhóm kế tiếp nữa không? Dạ Alo. được. Dạ được Rồi. thôi. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái nhóm kế tiếp ha. À, các em nhìn thấy màn hình của cô chưa? Để thấy à. Rồi. Được. Rồi, Dạ vậy mình bắt thấy. đầu tiếp ha. Rồi, cảm ơn em. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái nhóm thứ hai. Cái nhóm này cũng là một cái nhóm thuốc tác động vào hệ giao cảm ha. Nhưng mà thuốc có tác động ức chế hệ giao cảm, tức là mình sẽ qua một cái nhóm thuốc mà nó cho cái tác động hoàn toàn ngược lại với cái nhóm mình vừa học rồi. Thì cái tác động này đó người ta còn gọi là thuốc liệt giao cảm.
Mục tiêu mà mình cần nắm được sau khi mình học cái phần này nó cũng giống như cái bài của cái nhóm thuốc vừa rồi ha. Tức là các em cũng sẽ nắm, thứ nhất là phân loại nè. Thứ hai nữa đó là với mỗi một nhóm thuốc như vậy đó thì mình sẽ nắm được cơ chế tác dụng dược lý, tác dụng không mong muốn, chỉ định và chống chỉ định. Bây giờ thứ nhất mình nói về phân loại, thì cô sẽ giải thích cho này một chút xíu. Về phân loại thuốc tác động ức chế hệ giao cảm đó ha, thì mình sẽ thấy là trong cái phần đầu của cái bài thuốc kích thích giao cảm đó, các em có nhìn thấy một cái sơ đồ về các chất dẫn truyền thần kinh tại vị trí hạch tự động và các cái cơ quan hiệu ứng đó. Thì mình sẽ thấy là tại vị trí hạch của hệ thống thần kinh giao cảm và đối giao cảm đó, thì cái chất dẫn truyền tại vị trí hạch đó chúng ta đều có là acetylcholine. Chất dẫn truyền thần kinh của sợi hậu hạch hệ giao cảm đó là norepinephrine. Của sợi hậu hạch hệ đối giao cảm là acetylcholine. Cho nên á, người ta còn một cách phân loại nữa đó, là người ta phân loại thuốc tác động theo chất dẫn truyền thần kinh. Cho nên những cái thuốc mà đối kháng với acetylcholine đó, tại thụ thể nicotinic tại hạch đó, cái nhóm thuốc đó người ta gọi là thuốc ức chế hạch. Thuốc ức chế hạch ha. Và vì người ta phân loại theo chất dẫn truyền thần kinh, cho nên khi mà ức chế tác động tại vị trí hạch giao cảm thì nó cũng ức chế hoạt động của hệ giao cảm luôn, nhưng mà nó sẽ không có nằm trong cái nhóm thuốc tác động ức chế giao cảm vì nó liên quan tới chất dẫn truyền thần kinh. Cô quay lại chỗ này một chút xíu để mình có thể hình dung ha. Hey, các em nhìn cái sơ đồ này ha, các em nhìn thấy màn hình của cô không? Dạ thấy. À, rồi. Bây giờ mình nhìn thấy nè ha, vì cái chất dẫn truyền thần kinh tại vị trí hạch nè, cả hai hạch giao cảm và đối giao cảm đều là acetylcholine hết. Cho nên ví dụ như là mình dùng một cái chất ức chế acetylcholine tại hạch, là cái nhóm này nó có tác dụng là đối kháng cạnh tranh với acetylcholine tại thụ thể nicotinic tại hạch đó, thì như vậy nó ức chế cả hạch giao cảm lẫn ức chế hạch đối giao cảm luôn. Và khi nó ức chế hạch giao cảm đó, thì nó ức chế sự dẫn truyền xuống sợi hậu hạch này nè, và như vậy nó cũng làm giảm tác động của hệ giao cảm luôn, và nó cũng có tác động là ức chế hệ giao cảm. Tuy nhiên vì nó liên quan đến chất dẫn truyền thần kinh và cái nhóm thuốc này đó người ta xếp vào cái nhóm ta gọi là ức chế hạch, cho nên mình không có xếp cái nhóm này vào trong nhóm thuốc tác động ức chế hệ giao cảm. Và mình sẽ bắt đầu đi từ cái sợi hậu hạch hệ giao cảm này nè đến cơ quan hiệu ứng và những cái thuốc tác động ở sợi hậu hạch của hệ giao cảm và các thụ thể của hệ giao cảm đó, mình xếp vào nhóm liệt giao cảm ha. Cho nên cái thuốc ức chế hạch đó mình sẽ không có liệt kê ở đây. Như vậy mình nhìn lại cái bảng phân loại ha, như vậy mình sẽ đi từ cái sợi thần kinh giao cảm đến các thụ thể. Như vậy tại vị trí sợi thần kinh giao cảm đó, thì mình sẽ có cái nhóm gọi là thuốc ức chế thần kinh giao cảm. Ức chế sợi thần kinh giao cảm đó thì tại vị trí này đó là mình có ba thuốc là guanidine, rezarbine và metirizine. Ba thuốc này cơ chế tác động hoàn toàn khác nhau. Mình có metirizine đó là cái thuốc mà nó sẽ tác động vào cái men tham gia trong quá trình tổng hợp norepinephrine, đó là men tyrosine hydroxyla, là cái men tác động vào cái khâu đầu tiên hết đó, là từ tyrosine chuyển thành L-DOPA đó. Trong cái sơ đồ sinh tổng hợp mình có nhắc tới hôm qua đó ha, thì metirizine ức chế vào cái men đó tyrosine hydroxyla và như vậy nó làm giảm tổng hợp norepinephrine. Rezarbine đó là nó liên quan đến cơ chế vào lại của norepinephrine ha. Guanidine là liên quan tới quá trình phóng thích norepinephrine ở tận cùng sợi thần kinh giao cảm. Tại Việt Nam mình đó thì hầu như là mình không gặp metirizine. Guanidine và rezarbine thì mình gặp. Rezarbine là một cái thuốc mà người ta dùng trong điều trị tăng huyết áp rất là phổ biến ở cái giai đoạn năm 80 mấy, 90 mấy đó ha. Tuy nhiên hiện nay đó thì các thuốc có tác động ức chế sợi thần kinh giao cảm dùng trong điều trị tăng huyết áp là rất ít. Lý do vì sao? Vì cái tác động hạ áp của nó tốt, tuy nhiên nó không mang lại các lợi ích khác trên các cơ quan đích, ví dụ nó không có tác dụng bảo vệ thận nè, bảo vệ tim nè, bảo vệ mạch máu vân vân. Cho nên người ta không có dùng các nhóm thuốc này trong điều trị tăng huyết áp nữa, mà người ta dùng rất là hạn chế trong các cái điều trị bệnh lý liên quan tới hệ thống thần kinh thực vật. Cho nên mình sẽ không học nhóm thuốc này. Tuy nhiên khi các em đọc sách giáo khoa đó thì tất cả các giáo trình khi mà người ta nói về các thuốc liệt giao cảm, người ta đều liệt kê các thuốc này ha, và người ta cũng còn rất là đầy đủ thông tin về các thuốc này. Nhưng mà vì trong ứng dụng đó mình rất là ít học, cho nên cô chỉ giới thiệu qua cho các em biết về nhóm thuốc này thôi, rồi mình sẽ không có học cái nhóm thuốc này. Mình sẽ học nhóm thuốc thứ hai, đó là thuốc tác động tại thụ thể. Thì tất cả các thuốc này đó, cơ
chế tác dụng chung hết đều là đối kháng cạnh tranh với norepinephrine tại các cụ thể của hệ giao cảm. Như vậy thì người ta cũng phân loại cho cụ thể. Thì mình có hai loại cụ thể là cụ thể alpha và cụ thể beta ha. Thì như vậy thì thứ nhất là mình có nhóm cạnh tranh với norepinephrine tại cụ thể beta, thì cái nhóm này người ta gọi là ức chế beta. Cạnh tranh với norepinephrine tại cụ thể alpha đây mình gọi là ức chế alpha. Nếu mà ức chế cả alpha 1 lẫn alpha 2 người ta gọi là ức chế alpha không chọn lọc. Tương tự như vậy, ức chế cả beta 1, beta 2 người ta gọi là ức chế beta không chọn lọc. Tác động chọn lọc trên beta 1 hoặc alpha 1 người ta gọi là ức chế chọn lọc ha. Rồi mình có một nhóm nữa là ức chế cả hai cụ thể alpha và beta, mình ta gọi là ức chế alpha và beta. Đây là cái cách phân loại rất là kinh điển trước từ hồi trước tới giờ mình vẫn sử dụng cách phân loại này. Cái phân loại thứ hai đó là các em có cái bảng này nha. Thì cách phân loại này người ta phân loại theo thế hệ, và cách phân loại này đó thì thực ra phân loại theo thế hệ đó thì nó giúp cho mình có một cái ý niệm là thế hệ nào càng về sau thì thuốc nó sẽ càng mới hơn. Tuy nhiên mình cần phân biệt giữa các thế hệ này bằng cách phân loại này. Hiện nay thì người ta cũng dùng cái bảng phân loại này luôn ha. Cho nên là cô cũng giới thiệu cái bảng phân loại này cho các em luôn. Thì mình sẽ thấy là đây là các cái chất mà đối kháng tại thụ thể giao cảm ha. Người ta sẽ chia ra nè. Đối kháng tại thụ thể alpha, đối kháng tại thụ thể beta. Nhóm đối kháng tại thụ thể alpha người ta chia ra là đối kháng alpha không chọn lọc, hay mình gọi là ức chế alpha không chọn lọc đó ha. Không chọn lọc có nghĩa ức chế cả alpha 1 lẫn alpha 2. Thì mình có hai thuốc thôi là phenoxybenzamine và phantolamine. Ức chế cạnh tranh với norepinephrine tại alpha 1 người ta gọi là ức chế alpha 1 chọn lọc. Thì mình thấy mình có một loạt thuốc ở đây. Cái nhóm này hiện nay người ta dùng rất là nhiều ha. Và cái nhóm này đó thì không phải là lúc nào nó cũng đúng nha, nhưng mà hầu hết mình có thể nhận diện được đó là mình sẽ thấy là nó có cái đuôi đằng sau nè, chữ zosin. Đuôi đằng sau zosin ha. Còn cái nhóm ức chế alpha không chọn lọc đó mình chỉ có hai thuốc thôi. Ức chế chọn lọc và alpha 2 mình chỉ có một thuốc thôi là zohembin. Thì thực ra đó là zohembin á thì chỉ định trong bệnh lý tim mạch rất là ít, và người ta dùng với một cái chỉ định khác nữa đó là dùng trong điều trị rối loạn cương dương. Cho nên mình sẽ không có học trong cái bài này nha. Nên trong bài này là các em chỉ học là ức chế alpha không chọn lọc, ức chế chọn lọc alpha 1. Mình qua nhóm ức chế beta thì mình sẽ thấy là mình sẽ có thứ nhất là ức chế beta thế hệ 1. Thì đây là các thuốc ức chế beta không chọn lọc. Thì không chọn lọc có nghĩa là sao? Là ức chế cả beta 1 lẫn beta 2 thì mình gọi là ức chế beta không chọn lọc ha. Trong nhóm này đó thì mình sẽ thấy là mình có một cái thuốc là ra đời rất là lâu rồi và hiện giờ người ta vẫn còn sử dụng, đó là pranolol. Các em đi lâm sàng các em có gặp đó, pranolol. Thứ hai nữa mình đi lâm sàng mình cũng gặp đó là timolol. Hai thuốc này mình gặp nhiều nhất. Nguyên cái nhóm ức chế beta thì hầu hết đều có cái đuôi đằng sau chữ NOL hết ha. Cho nên mình cũng khó phân biệt là cái nào là chọn lọc không chọn lọc lắm, chỉ cách là mình phải nhớ thôi. Thì đây là các chất ức chế beta không chọn lọc nè. Mình có kế tiếp là ức chế beta thế hệ 2 là ức chế beta chọn lọc, và chọn lọc ở thụ thể nào? Beta 1 nha. Thì em có các thuốc ở đây. Các thuốc này đi tâm sàng mình đều gặp hết. Em gặp nhiều nhất là thuốc gì? Nhiều nhất là em gặp là metoprolol nè. Thứ hai em cũng gặp nữa đó là bisoprolol, là gặp nhiều nhất ha. Các thuốc khác thì mình cũng có gặp ít hơn. Rồi mình ức chế beta thế hệ 3 thì đến đây nó mới bắt đầu hơi rối nè, mình phải phân biệt cái này ha. Ức chế beta thế hệ 3 mình có hai nhóm. Nhóm cuối cùng này là nhóm mới nhất. Nhóm này là nhóm ức chế beta thế hệ 3. Như mà mình thấy người ta ghi đây nè, ức chế beta thế hệ 3 mà ức chế beta không chọn lọc. Vậy không chọn lọc có nghĩa là sao? Không chọn lọc thì nó giống như nhóm này. Tức là ức chế cả beta 1 lẫn beta 2. Nhưng mà như vậy thì cái nhóm ức chế beta không chọn lọc ở thế hệ 3 này nè, nó khác với ức chế beta không chọn lọc thế hệ 1 nghĩa chỗ nào? Đó là cái nhóm ức chế beta thế hệ 3 không chọn lọc thì đó, thứ nhất là ức chế beta không chọn lọc, thứ hai đó là nó có tác dụng giãn mạch thông qua việc ức chế thụ thể alpha. Cho nên với cách phân loại cổ điển trước đây thì người ta gọi cái nhóm này đó, tức là trước đây người ta chỉ mới tìm đến nhóm này thôi, nhóm này là nhóm mới nhất mới ra đời sau, thì đến nhóm này người ta gọi là nhóm ức chế vừa alpha vừa beta. Theo cái bản phân loại này mình mới vừa nói nè, thì nhóm này ức chế cả hai thụ thể này luôn. Rồi mình có nhóm cuối cùng là nhóm mới nhất. Nhóm này có tác dụng gì? Đây là ức chế beta thế hệ 3 ha. Nhưng mà là ức chế beta chọn lọc. Như vậy các thuốc này đó, thứ nhất là ức chế beta chọn lọc, tức là chỉ tác động vào beta 1 thôi. Nhưng mà nó khác nhóm ức chế beta thế hệ 2 chỗ nào? Các thuốc này nó sẽ có thêm một cái tác động nữa đó, là tác động giãn mạch thông qua nitric oxide. Thì cô tóm tắt lại đây ha. Thì trong cái bảng này đó mình liệt kê chưa có hết các cái thuốc. Thì khi các em học đó, thì các em sẽ liệt kê thêm vào. Thì cô sẽ tóm tắt lại nè. Như
Vậy thuốc tác động ức chế tại các thụ thể của hệ giao cảm đó, mình sẽ có nè, ức chế alpha, ức chế beta ha. Ức chế alpha thì mình có ức chế alpha không chọn lọc và ức chế alpha chọn lọc. Vậy khi người ta dùng cái từ này thì mình phải hiểu là không chọn lọc có nghĩa là ức chế cả alpha 1 lẫn alpha 2. Chọn lọc là ức chế và alpha 1, mình không có học cái nhóm ức chế alpha 2 nha. Ức chế beta thì mình sẽ có là thế hệ 1 là ức chế beta không chọn lọc. Đứng đầu trong nhóm này đó là mình có propranolol là thuốc ra đời đầu tiên luôn nha. Rồi. Thế hệ 2 là cái nhóm ức chế beta chọn lọc, tức là ức chế và beta 1 đó. Thì mình có các thuốc ở đây. Kem đi lâm sàng kem gặp nhiều nhất đó là metoprolol nè, bisoprolol, hai thuốc này mình gặp nhiều nhất. Rồi ức chế beta thế hệ 3 thì là ức chế beta không chọn lọc kèm thêm tác động alpha nha. Thì nhóm này đó thì mà trong bài này mình chỉ học hai thuốc thôi là labetalol và carvedilol là hai cái thuốc mà trên lâm sàng mình có sử dụng á. Ở chế beta thế hệ 3 mà là chế beta chọn lọc đó thì cái nhóm này được xem là nhóm mới nhất nha, ta gọi là chế beta thế hệ mới. Thì cái nhóm này đó ngoài cái tác động ức chế chọn lọc và beta 1 nó còn có thêm cái tác động là giãn mạch thông qua việc micricoxid. Như vậy mình dừng lại chỗ cái phân loại này một chút xíu ha. Như vậy nếu các em nắm cái bảng mà tác động vào các thụ thể này mình cho có hiệu ứng sinh học gì đó thì mình chỉ cần nhìn vào cái bảng phân loại này mình có thể liệt kê được tác dụng dược lý của các thuốc này. Và mình so sánh nha, mình so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa các thuốc trong cùng một nhóm. Ví dụ như mình thấy là nhóm ức chế alpha đó, giữa nhóm ức chế alpha không chọn lọc và ức chế alpha chọn lọc đó thì nó có điểm gì giống nhau và điểm gì khác nhau. Tương tự như vậy nhóm ức chế beta ha, thì mình xem là bốn cái nhóm ức chế beta đó có điểm gì giống nhau và điểm gì khác nhau. Cái này mình chỉ cần hiểu cái phần này đó là các em không có cần đi chi tiết ở bên trong nữa, là các em mình cũng vẫn có thể là mình hiểu được cái tác dụng dược lý của nó ha. Các em trả lời trong học chat này nè, hoặc là mình sẽ bật micro em trả lời ha. À giờ trong khi đợi mấy em trả lời, cô trả lời cái câu hỏi của bạn Trung này nha. Này cô xin lỗi nên cô không thấy. À, dovitamin có tác dụng phụ làm tăng kích thước ổ nhồi máu, sao còn chỉ định trong nhồi máu cơ tim cấp? Thì cái này như vậy nè em, tất cả các thuốc tác động vào hệ giao cảm đó, mình nên nhớ là cái tác động của nó đó, ranh giới giữa điều trị và tác dụng không mong muốn đó, nó rất là gần với nhau. Tôi lấy ví dụ này ha, ví dụ như là mình sẽ thấy đó là mình dùng ức chế beta nha, ức chế beta nó sẽ làm cho nhịp tim chậm, làm được có bóp cơ tim giảm, như vậy nó có thể làm giảm huyết áp ha. Cho nên người ta sẽ dùng đó trong những trường hợp mà bệnh nhân có tăng huyết áp. Tuy nhiên đó là vì nó làm nhịp chậm như vậy cho nên là trong những trường hợp mà bệnh nhân có nhịp chậm sẵn có đó, thì người ta lại chống chỉ định hoặc là người ta phải hết sức là thận trọng. Thành ra cái tác dụng mà mình lấy để mình sử dụng trong điều trị đó, nếu mà nó cái tác dụng đó nó nhiều quá đó, nó quá mức đó, thì đôi khi nó lại trở thành là tác dụng không mong muốn. Thành ra trong trường hợp dovitamin thì mình cho thấy nè, tại sao mình dùng dovitamin? Tại vì trong những trường hợp bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp đó, thì bệnh nhân sẽ có tình trạng suy tim. Và suy tim này là suy tim do cái gì? Người ta gọi là suy tim do suy bơm. Tức là bây giờ cái cơ tim nó đang bị, nó bị những cái vùng mà không có hoạt động được đó, nó làm cho cái tim này nó bị giảm co bóp rồi. Và khi nó giảm co bóp như vậy đó thì nó dẫn đến tình trạng là huyết áp thấp. Cho nên để làm tăng cái lực co bóp cơ tim lên thì người ta phải dùng các thuốc kích thích vào cơ tim này. Như vậy người ta sẽ chọn cái thời điểm thích hợp để người ta dùng nâng lực co bóp cơ tim lên. Nhưng mà nếu mình dùng kéo dài đó, thì mình nên nhớ là cái việc làm tăng lực co bóp cơ tim như vậy và nhịp tim tăng lên như vậy thì cái nhu cầu sử dụng oxy cơ tim sẽ tăng lên. Mà bệnh nhân bị nhồi máu là những cái bệnh nhân mà có tình trạng mất cân bằng giữa oxy cung cấp và oxy nhu cầu. Như vậy cái việc mà tăng co bóp đó nó có thể làm cho cái ổ nhồi máu đó, nó nặng nề hơn, cho nên người ta phải cân nhắc. Và lúc này người ta gọi là cân nhắc giữa lợi ích và tác dụng không mong muốn của thuốc để người ta quyết định là người ta có dùng hay không. Bây giờ bệnh nhân đang bị suy bơm, rồi bây giờ mình nói là mình không dùng vì mình dùng thì bệnh nhân sẽ bị, có thể là bị trầm trọng hơn, nhưng mà lúc đó nếu mà em không dùng đó, bệnh nhân bị tụt huyết áp thì nguy cơ là bệnh nhân sẽ tử vong trước khi mà bệnh nhân bị tác dụng không mong muốn của thuốc. Nên bao giờ cũng vậy, khi người ta dùng thuốc người ta sẽ đặt lên bàn cân và người ta xem là
giữa tác dụng có lợi với tác dụng không mong muốn, thì cái nào nhiều hơn mà người ta sẽ cân nhắc trong những trường hợp mà người ta cần sử dụng. Rồi các em trả lời câu hỏi của cô đi ha. Thì bây giờ mình xem là thứ nhất nè, nhóm ức chế alpha nè, điểm gì giống nhau giữa hai nhóm đó? Ủa em còn nhìn thấy màn hình của cô không? Dạ còn cô. Rồi giúp em trả lời đi ha. Bây giờ mình nhìn nhóm ức chế alpha trước nè, giữa hai nhóm là ức chế alpha chọn lọc với ức chế alpha không chọn lọc đó, thì cái điểm giống nhau giữa hai nhóm này là gì? Nó đều là nhóm đối kháng với norepinephrine thôi. Đối kháng norepinephrine, đối kháng norepinephrine là cơ chế tác dụng chung hết thôi em, chung hết thôi là cơ chế tác dụng mà đối kháng norepinephrine tại thụ thể. Rồi điểm gì giống nhau nữa? Cô giải thích để em hiểu câu hỏi của cô này ha. Các thuốc tác động đến hệ giao cảm nó tương đối phức tạp, cho nên là mình phải có cách để mình nhớ và mình phân biệt được giữa các cái thuốc này, và nó đều mang tính chất logic hết ha. Mình cần phân biệt và mình luôn luôn mình nhớ là ở đây mình học đó là mình chỉ học đặc điểm của nhóm thôi, mình chưa có đi vào chi tiết của từng thuốc đó. Khi các em đi lâm sàng đó thì người ta sử dụng từng thuốc trong các cái nhóm này, như vậy thì mình phải thêm một phần nữa, mình coi thêm là đặc điểm của thuốc đó nó có điểm khác gì nữa. Cô nói ví dụ này nha, ví dụ cô nói cái thuốc mà em gặp lên lâm sàng nhiều nhất là metoprolol và bisoprolol đó, hai thuốc này á cùng một nhóm nhưng mà bản chất của hai thuốc này đi mình đi chi tiết vào bên trong tính chất của nó cũng hơi khác nhau chứ nó không có hoàn toàn giống nhau. Ở đây mình chưa đi đến chi tiết phần đó, chỉ là mình đi đến chung nhất của các cái nhóm thì là tính chất chung hết của các nhóm thôi, cho nên mình cần phân biệt để mình có thể hiểu rõ hơn ha. Rồi bây giờ một bạn trả lời rồi đó, cái điểm giống nhau giữa hai cái nhóm chế alpha này là đối kháng với norepinephrine tại thụ thể alpha, rồi còn điểm gì giống nhau nữa không? Alo. Đều gây co mạch. Hạ huyết áp, đây có một bạn đã trả lời đúng rồi nha. Các em trả lời đều gây co mạch, hạ huyết áp là đều đúng hết nha. Tuy nhiên nè, một bạn trả lời chính xác nhất là gì nè? Cái lưới là cả hai nhóm này đều ức chế thụ thể alpha 1, cho nên tất cả những cái đặc điểm gì mà liên quan tới alpha 1 là cả hai nhóm này đều có hết ha. Liên quan đến ức chế alpha 1 là cả hai nhóm này đều có hết. Như vậy cái điểm khác đó là ức chế alpha không chọn lọc này nè, nó có thêm tác động ức chế alpha 2 nữa. Như vậy tương tự như vậy đó với các nhóm ức chế beta, mình sẽ thấy nha, điểm chung hết là tất cả bốn nhóm ức chế beta này đều ức chế vào thụ thể beta 1, cho nên tất cả các tác dụng dược lý, tác dụng không mong muốn liên quan thụ thể beta 1 thì cả bốn nhóm này đều có hết. Các em có câu hỏi gì đến cái phần này không? Alo. Alo. Ủa mấy em còn thức không? Dạ còn cô. Còn. Bây giờ cô tiếp nha. Dạ. Rồi bây giờ mình đi vô từng nhóm một ha. Thì mình sẽ nói về nhóm ức chế alpha trước. Thì đầu tiên hết là mình có nhóm ức chế alpha không chọn lọc. Bây giờ mình quen từ này rồi nha. Không chọn lọc có nghĩa là có bấy nhiêu thụ thể alpha nó ức chế hết. Thì ức chế cả alpha 1 lẫn alpha 2 ha. Mình có hai thuốc đó là phantolamin và phenoxybenzamin. Thì cơ chế tác dụng của nhóm này đó là đối kháng cạnh tranh với norepinephrine tại thụ thể alpha, và như vậy nó làm mất cái tác dụng của norepinephrine tại cả hai thụ thể alpha. Thì nó có rất rất nhiều tác dụng nha. Ở đây mình chỉ liệt kê những cái tác dụng chính thôi. Thì tác dụng mà nổi trội nhất của nhóm này là gì? Nói đến thụ thể alpha là mình phải nhớ đến cơ trơn mạch máu. Vì vậy đối kháng tại thụ thể alpha thì nó sẽ làm mất đi cái tác dụng co mạch máu, và như vậy mình sẽ có tác dụng là giãn mạch và gây hạ huyết áp. Thì đây là cái tác dụng dược lý lớn nhất của nhóm này. Hiện nay thì nhóm ức chế alpha không chọn lọc đó người ta không có dùng trong điều trị tăng huyết áp thường quy ha.
Vì sao? Vì nó không có chứng minh được là mang lại cái lợi ích khác cho bệnh nhân, các lợi ích trên các cơ quan đích đó. Và người ta chỉ dùng trong trường hợp mà người ta không có còn, người ta phải phối hợp rất là nhiều thuốc, mà các thuốc người ta lựa chọn hàng đầu đó mình đã phối hợp hết rồi, thì lúc đó người ta mới thêm thuốc này vào. Thì chỉ định hiện nay của nhóm này ta dùng chủ yếu đó là trong những trường hợp bệnh nhân bị u tủy thượng thận. Thì mình cũng biết là tủy thượng thận sẽ tiết là epinephrine, cho nên khi bệnh nhân bị u tủy thượng thận đó, thì bệnh nhân sẽ bị tăng tiết nhiều epinephrine và sẽ dẫn đến những tình trạng là bệnh nhân bị những cái cơn tăng huyết áp. Cho nên là người ta dùng để đối kháng lại tác động của norepinephrine, do cái việc u tủy thượng thận tiết ra nhiều hơn ha. Cho nên người ta dùng trong chỉ định này. Thứ hai là người ta dùng để đối kháng lại với tác dụng co mạch của các cái chất cường giao cảm. Tác dụng không mong muốn của nhóm này là nó gây những tác dụng không mong muốn gì? Thứ nhất là nó sẽ gây một cái phản xạ bù trừ. Phản xạ bù trừ này đó, thông qua cái cung phản xạ, ta gọi là cung phản xạ về áp suất. Thì cái cung phản xạ này đó, các em có học trong phần sinh lý rồi đó, mình có về mình có thể mình xem lại ha. Thì đến cái bài thuốc trị tăng huyết áp đó, cô sẽ nói lại về cái phản xạ này. Phản xạ này thường đó là mình sẽ gặp khi mình dùng các cái thuốc mà có tác động giãn mạch mạnh và nhanh, làm cho áp lực trong lòng các động mạch nó giảm xuống, và như vậy nó sẽ tác động trên các thụ thể chịu sự tác động của áp suất, cho nên nó dẫn đến một cái phản xạ bù trừ, làm tăng tiết norepinephrine, và như vậy nó sẽ làm cho nhịp tim tăng lên. Và nhịp tim tăng lên như vậy á, trong trường hợp là mình ví dụ như là mình cần cái tác dụng điều trị là hạ áp, thì cái việc tăng nhịp tim này đó, nó sẽ trở thành một cái tác dụng không có lợi và nó sẽ đối kháng lại với cái hiệu quả điều trị mà mình mong muốn. Cái thứ hai đó là thuốc gây hạ huyết áp tư thế. Hạ huyết áp tư thế tức là khi mà mình thay đổi tư thế từ nằm chuyển sang ngồi hoặc là đứng một cách đột ngột đó, thì nó gây tình trạng tụt huyết áp xuống và mình không có điều chỉnh được cái cơ thể mình không có điều chỉnh kịp và dễ dẫn đến cái tình trạng tụt huyết áp. Thì thuốc nào mà nó gây ra tác dụng không mong muốn này đó thì mình cần phải lưu ý, đặc biệt là đối với người cao tuổi, thì khi hạ huyết áp tư thế như vậy người ta dễ bị té ngã và dễ dẫn đến các cái sang chấn khác. Như vậy đó thì mình sẽ thấy là cái điểm bất lợi của cái nhóm chất alpha không chọn lọc đó, nó sẽ nằm ở trên cái thụ thể alpha 2. Thì mình sẽ thấy đó, đây là một thuốc ức chế cả alpha 1 lẫn alpha 2. Nhưng alpha 2 thì kem nên nhớ đó là alpha 2 nó có hai vị trí ha. Một là nằm trên cơ quan hiệu ứng. Tác động nằm trên cơ quan hiệu ứng đó, là mình sẽ có tác dụng này nè. Nó tác dụng lên cơ trơn mạch máu. Vị trí thứ hai đó là alpha 2 nằm ở tiền synapse. Và alpha 2 nằm ở tiền synapse đó, thì khi mà kích thích vào alpha 2 tiền synapse sẽ dẫn đến đáp ứng là giảm phóng thích norepinephrine. Như vậy khi mà mất cái tác động của norepinephrine trên thụ thể alpha 2 tiền synapse, vì mình dùng thuốc nên nó cạnh tranh với norepinephrine rồi, và như vậy norepinephrine nó không có tác động vào thụ thể alpha 2 tiền synapse, thì mình sẽ có một cái hiệu ứng là giảm phóng thích norepinephrine, hay mà nói cách khác là nó sẽ làm cho cái lượng chất dẫn truyền thần kinh này nó sẽ tăng lên, và như vậy nó cũng góp phần vào trong cái tác dụng không mong muốn này do tác động của norepinephrine ha. Cho nên cái điểm bất lợi nằm trên thụ thể alpha 2 tiền synapse. Cho nên mình sẽ có cái nhóm đi sai, nhóm này đó là nhóm ức chế alpha chọn lọc, và nó sẽ tác động chọn lọc vào thụ thể alpha 1. Như vậy cái tác động này nó rất là mạnh, rất là mạnh. Và như vậy á, thì cái tác dụng dược lý của nhóm này á, tác dụng nổi trội nhất vẫn là giãn mạch. Và giãn mạch như vậy thì nó sẽ làm giảm cung lượng tim ha, và dẫn đến giảm huyết áp. Hai cái tác dụng phụ của nhóm này mình cũng vẫn gặp đó là hạ huyết áp thế đứng và tăng nhịp tim do phản xạ giao cảm. Thì tăng nhịp tim do phản xạ giao cảm bởi vì nó đối kháng với alpha 1 đó, thì nó gây giãn mạch rất là mạnh và dẫn đến cái phản xạ bù trừ này. Hiện nay trong điều trị tăng huyết áp thì người ta cũng vẫn không có ưu tiên sử dụng nhóm chế alpha chọn lọc, mặc dù nó cải thiện được cái nhược điểm của nhóm chế alpha không chọn lọc ha. Chỉ định mà người ta sử dụng ưu tiên hàng đầu cho nhóm này đó là người ta dùng điều trị bướu lành tiền liệt tuyến. Đây là chỉ định ưu tiên. Ở chỉ định kế tiếp đó, xếp hàng theo thứ tự ưu tiên đó, thì thứ hai đó là người ta mới dùng trong tăng huyết áp, và thường người ta dùng trong phối hợp. Tại sao người ta dùng trong bướu lành tiền liệt tuyến? Thì mình cũng biết là bướu lành tiền liệt tuyến đó thì là do cái tình trạng phì đại lành tính của tuyến tiền liệt, và như vậy nó sẽ chèn ép vào trong niệu đạo và nó dẫn đến cái tình trạng là bệnh nhân bị bí tiểu. Khi mình dùng cái chất alpha chọn lọc đó thì nó tác động vào alpha 1. Và alpha 1 đó nằm ở đâu? Cơ vòng bàng quang ha, nằm ở cơ vòng bàng quang. Cho nên khi mình ức chế thụ thể alpha 1 thì cơ vòng bàng quang sẽ giãn ra và như vậy sẽ làm cho bệnh nhân dễ đi tiểu hơn. Cho nên người ta sử dụng trong điều trị bệnh lý này. Nên hiện nay đó, các em đi lâm sàng các em sẽ gặp các cái thuốc này đó chủ yếu là dùng cho chỉ định này. Nhưng mà mình cũng nên nhớ một điều như thế này,
Nếu mình sử dụng nhóm chế alpha 1 cho chỉ định muốn làm tiền lý tuyến thì mình nên nhớ là mình lấy cái tác động của nhóm chế alpha 1 trên cơ vòng bàng quang. Tuy nhiên thuốc vẫn tác động trên cơ trơn mạch máu và như vậy nó vẫn có thể gây hạ huyết áp. Cho nên khi mà người ta chỉ định muốn làm tiền lý tuyến, mình cũng biết là thường đó bệnh lý này xảy ra ở cái tuổi trung niên trở lên, thường thường là người cao tuổi bị nhiều hơn ở người nam á. Cho nên là những cái người này thường người ta cũng sẽ có bệnh lý tim mạch đi kèm. Cho nên muốn chỉ định cái nhóm này để điều trị bưu lành tiền liệt tuyến thì luôn luôn người ta phải xem lại là huyết áp của bệnh nhân như thế nào, bệnh nhân có đang sử dụng thuốc điều trị hạ áp nào hay không. Vì nếu bệnh nhân đang sử dụng các thuốc điều trị bệnh lý tăng huyết áp đó thì khi mình phối hợp thêm nhóm này có nghĩa là mình đã phối hợp thuốc và nó có thể làm tăng cái tác dụng hạ áp và có thể dẫn đến tình trạng hạ áp quá mức. Vậy nhóm chế alpha mấy em có câu hỏi gì không? Hai cái tác dụng phụ á, mình có nhiều tác dụng phụ của nhóm này nha, chứ không phải là chỉ có hai tác dụng phụ này, nhưng mà hai tác dụng phụ mình cần phải nhớ vì nó ảnh hưởng tới điều trị đó là gì? Một là hạ huyết áp tư thế, cho nên người ta hạn chế dùng cái nhóm này cho người cao tuổi ha. Thứ hai đó là gây phản xạ nhịp nhanh. Gây phản xạ nhịp nhanh thì người ta cần phải lưu ý là dù cái người này có bệnh mạch vành không ha, có suy tim không vân vân. Các em có câu hỏi gì cho nhóm chế alpha không? Câu tiếp nha. Alo. Dạ. 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 Rồi mình qua tiếp đến nhóm ức chế beta ha. Thì mình sẽ có thứ nhất là ức chế beta không chọn lọc với cái thuốc đầu tiên hết trong nhóm mình là pranolol. Pranolol thì nó được sử dụng từ khoảng năm 60 á. Cho nên nó có một lịch sử sử dụng rất là lâu dài. Và như vậy nó về cái hồ sơ an toàn của cái thuốc này đó thì mình về dữ liệu của nó mình có rất là nhiều. Các em có thể đọc được rất là nhiều cái tài liệu về pranolol ha. Thì đây là một cái thuốc mà nó có tác dụng là đối kháng cạnh tranh với catecholamine tại cả hai cụ thể beta 1 và beta 2. Như vậy nó mất hết cái tác động của catecholamine trên cả hai cụ thể beta 1 lẫn beta 2. Như vậy thì mình sẽ thấy là beta 1 á, thì nó hiện diện ở đâu? Hai vị trí ha, một là tim, hai là tế bào cận cầu thận. Khi mình kích thích vào beta 1 đó, thì mình có đáp ứng gì? Khử cực nút xoang làm cho nhịp tim tăng lên, khử cực nút nhĩ thất làm tốc độ diễn tiền nhĩ thất tăng và làm tăng lực cơ bắp cơ tim. Tác động trên tế bào cận cầu thận thì làm tăng tiết renin. Như vậy khi mình dùng thuốc đối kháng với norepinephrine tại cụ thể beta 1 đó, thì mình sẽ thấy là mình sẽ có những cái hiệu ứng trên tim. Đó là hiệu ứng làm cho nhịp tim chậm nè, lực co bắp cơ tim giảm, ức chế và nút nhĩ thất làm giảm tốc độ diễn truyền nhĩ thất, tác động lên tế bào cận cầu thận làm giảm tiết renin, giảm tiết renin thì dẫn đến là giảm tác động trên hệ renin angiotensin và nó sẽ dẫn đến là giảm sự hình thành của angiotensin 2 và sẽ làm giảm tác động của các angiotensin 2. Như vậy những cái tác động mà mình có được đó là gì? Ở trên tim này ha, nó sẽ làm giảm khử cực nút xoang này, giảm diễn truyền nhĩ thất cho nên nhịp tim chậm, lực cơ bắp cơ tim giảm, nhịp tim chậm, lực cơ bắp cơ tim giảm thì cung lượng tim sẽ giảm và huyết áp sẽ giảm ha, rồi giảm tiết renin là các tác động trên hệ thống tim mạch. Ngoài ra đó thì mình thấy là thuốc nó còn tác động ở đâu nữa? Thụ thể beta 2 thì các em nhìn thấy cái sơ đồ này đó là người ta mô tả về hai cái vị trí mà có hiện diện thụ thể beta 2 đó là cơ trơn khí phế quản và cơ trơn tử cung. Khi mình kích thích vào beta 2 thì mình có đáp ứng gì? Giãn cơ trơn ha. Cho nên trong điều trị đó thì người ta ứng dụng cái tác động giãn cơ trơn này. Và mình có cái nhóm thuốc mình mới vừa học ở cái bài hồi nãy đó là gì, là các chất chủ vận beta 2 đó người ta có tác dụng giãn cơ trơn khí phế quản và giãn cơ trơn tử cung. Người ta dùng trong lĩnh vực điều trị hen nè, giải quyết các tình trạng co thắt cơ trơn khí phế quản và dùng trong lĩnh vực sản khoa. Tuy nhiên cô cũng nhắc lại luôn á là cái sơ đồ này người ta cho chúng ta hai vị trí, không có nghĩa là thụ thể beta 2 chỉ hiện diện ở hai vị trí này mà thôi, mà nó còn hiện diện ở rất nhiều vị trí khác, ví dụ là cơ trơn một các tuyến còn lại nè và cơ trơn của mạch máu ha. Người ta cho chúng ta cái sơ đồ này lý do là đây là hai cái vị trí hiện diện thụ thể beta 2 mà người ta ứng dụng trong điều trị nhiều nhất ha. Rồi bây giờ mình đang dùng một cái thuốc có tác động là đối kháng cạnh tranh với norepinephrine tại cả hai thụ thể beta.
như vậy nó sẽ làm mất luôn cái tác động của norepinephrine trên thụ thể beta 2, và như vậy thì cái hệ thống cơ trơn này nó sẽ bị co thắt, và cái tác dụng trên thụ thể beta 2 nó sẽ trở thành tác dụng không có mong muốn. Như vậy ngoài cái tác dụng co thắt cơ trơn khí phế quản, co thắt cơ trơn tử cung thì mình nên nhớ là nó còn những tác dụng gì nữa. Co thắt cơ trơn mạch máu ở hệ thống cơ vận động ở các tạng ha, và nó liên quan tới chuyển hóa đường. Như vậy khi mình dùng một cái thuốc ức chế beta đó thì đường huyết sẽ giảm ha, do cái liên quan tới cái việc ức chế vào tác động thụ thể beta 2. Cho nên những cái tác dụng không mong muốn của nhóm này là gì? Ở trên tim thì thứ nhất đó là khi mình ngưng thuốc đột ngột ha, ngưng thuốc đột ngột sẽ dẫn đến một cái hiện tượng người ta gọi là hiện tượng dạo ngược. Cái hiện tượng này đó thì có nhiều khi á, có nhiều trong nhiều cái tờ hướng dẫn sử dụng đó, người ta vẫn để nguyên cái từ này, người ta không có dịch ra. Vì lý do là nếu mình dịch ra đó thì mình cũng biết dùng cái từ nào để mô tả đúng cái hiện tượng này. Cái hiện tượng dội ngược này đó thì các em sẽ gặp với rất nhiều loại thuốc. Nói chung hết là một cái hiện tượng gì? Khi mình dùng thuốc một thời gian dài ha, rồi mình ngưng một cách đột ngột thì các triệu chứng lúc ban đầu của bệnh lý đó nó có thể bùng lên và có thể dẫn đến, tùy theo bệnh lý có thể nguy hiểm hoặc là không nguy hiểm cho bệnh nhân. Nhưng những trường hợp nào mà nó gây hiện tượng dội ngược này mà nguy hiểm cho bệnh nhân đó, thì người ta phải hết sức là lưu ý. Mỗi thuốc nó gây ra cái hiện tượng dội ngược này đó bằng những cái cơ chế khác nhau nha. Đối với chế beta đó thì cái hiện tượng dội ngược này đó là do cơ chế gì? Do cơ chế người ta gọi là hiện tượng điều hòa lên. Điều hòa lên đây là điều hòa lên cái gì? Điều hòa lên số lượng thụ thể beta. Hiện tượng điều hòa lên hay điều hòa xuống, cái khái niệm này đó là bên phần dược lý đại cương các em chắc có được giới thiệu rồi á. À, tức là sau khi mình sử dụng một thời gian dài đó thì mình sẽ là cơ thể mình đó, đối kháng lại với việc chúng ta dùng thuốc ức chế beta bằng cách nào? Tăng tổng hợp số lượng thụ thể beta để gì? Để cạnh tranh lại với thuốc ha. Như vậy sau một thời gian mình sử dụng ức chế beta đó, thì cái số lượng thụ thể beta bây giờ nó đã nhiều hơn trước đây rất là nhiều. Nếu như mình ngưng thuốc một cách đột ngột thì cái chất mà cạnh tranh với thuốc gắn vào thụ thể beta chính là norepinephrine. Nên khi mình ngưng thuốc một cách đột ngột đó thì norepinephrine nó sẽ đồng loạt gắn vào các thụ thể beta này. Và việc nó gắn vào thụ thể beta với số lượng nhiều hơn trước khi chúng ta điều trị đó dẫn đến cái việc là tăng cái tác động của norepinephrine trên thụ thể beta, nên làm cho nhịp tim nhanh lên, là lực co bóp cơ tim tăng lên, gây một cái cơn tăng huyết áp và có thể dẫn đến các cái biến cố tim mạch như là đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim hoặc là tăng huyết áp hoặc là tai biến mạch máu não ha. Tác dụng phụ này nghiêm trọng không? Nghiêm trọng. Và người ta để lên trên cái hàng đầu tiên hết đó, là người ta nhắc nhở mình là đây là một cái tác dụng có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân ha, thường gặp và nguy hiểm. Cho nên khi mà mình cho bệnh nhân sử dụng nhóm thuốc này thì mình lưu ý là mình phải dặn bệnh nhân đây là một cái thuốc mà khi bệnh nhân sử dụng lâu dài đó, bệnh nhân không có được tự ngưng thuốc một cách đột ngột. Những cái trường hợp mà mình gặp bệnh nhân bị các biến cố này hầu hết là do mình không có dặn bệnh nhân, thì cái này nó trách nhiệm nó rơi vào nhân viên y tế của mình ha. Cho nên các em nên lưu ý là khi bệnh nhân sử dụng thuốc này thì mình phải nhắc bệnh nhân. Kế tiếp nữa đó là vì nó tác động vào thụ thể beta 1 đó, làm giảm lực co bóp cơ tim cho nên nó có thể làm cho suy tim. Thứ hai là nó ức chế vào nút nhĩ thất, như vậy nó có thể gây đốc dẫn truyền nhĩ thất, ức chế vào nút xoang cho nên có thể làm cho nhịp tim chậm quá mức. Rồi cái tác động này liên quan tới thụ thể beta 2 ha. Vì nó ức chế vào beta 2 cho nên nó dẫn đến tình trạng là co mạch ở hệ thống cơ vân. Và như vậy đối với những cái người mà người ta có hiện tượng Raynaud đó, hoặc là người ta bị bệnh động mạch ngoài biên, thì đây là những cái trường hợp mà bệnh nhân đã có co thắt mạch sẵn có rồi. Cho nên nếu mình dùng ức chế beta không chọn lọc đó thì cái việc co mạch ở hệ thống cơ vân sẽ làm cho những cái bệnh lý này nó nặng nề hơn và làm cho cái tình trạng thiếu máu ngoài biên này nhiều hơn. Những tác dụng phụ kế tiếp đó là liên quan tới hệ thống cơ trơn, ví dụ như là gây co thắt cơ trơn khí phế quản nè. Rồi trên hệ thống thần kinh trung ương thì nó sẽ liên quan tới cái tính gọi là tính tan trong mỡ ha. Và cái này nó sẽ kích thích vào hệ thống thần kinh trung ương và nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là bệnh nhân có thể bị trầm cảm hoặc là mất ngủ hoặc là rối loạn giấc ngủ. Tác động đến chuyển hóa thì liên quan tới chuyển hóa đường và chuyển hóa lipid. Thì trên chuyển hóa đường đó thì mình thấy khi dùng ức chế beta không chọn lọc thì cái việc ức chế vào thụ thể beta 2 nó sẽ làm cho đường huyết giảm. Làm cho đường huyết giảm ha. Thì cái việc mà làm giảm đường huyết này đó thì nó sẽ có hai đối tượng. Một là bệnh nhân không có bệnh lý đái tháo đường, hai là bệnh nhân có bệnh lý đái tháo đường. Đối với những bệnh nhân sử dụng ức chế beta không chọn lọc mà bệnh nhân không có bệnh lý đái tháo đường đó thì cái tác dụng hạ đường huyết này đó, theo kinh nghiệm lâm sàng người ta thấy đó, là tác dụng hạ đường huyết này nó không có quá nặng nề.
tức là nó không gây ra những tình trạng mà hạ đường huyết nghiêm trọng á. Cho nên là hầu hết là người ta cũng không có khuyến cáo nhiều về tác dụng phụ này đối với đối tượng không có bị bệnh lý đái tháo đường. Nhưng đối với những cái người có đái tháo đường thì mình nên lưu ý vì sao? Vì thuốc có tác dụng hạ đường huyết. Nhưng mà mình nên nhớ là đối với người bị đái tháo đường, đặc biệt là người có sử dụng insulin á, thì thường là người ta phải hướng dẫn cho bệnh nhân cách nhận biết dấu hiệu hạ đường huyết để người ta có thể tự người ta cấp cứu tình trạng hạ đường huyết. Và cái tác dụng hạ đường huyết đó, nó sẽ làm cho bệnh nhân rất là hoảng sợ, rất là hoảng sợ. Cho nên là mình lưu ý đó, là dấu hiệu hạ đường huyết nó gồm có vã mồ hôi nè, run tay nè, hồi hộp đánh trống ngực, choáng vân vân. Thì những cái tác dụng này đó là do cái việc phóng thích catecholamine, cái phản ứng hạ đường huyết đó. Và người ta nhờ những dấu hiệu này để người ta biết là người ta đang bị hạ đường huyết. Và mình khi mình dùng nhóm chế beta thì cái thuốc này nó sẽ cạnh tranh với norepinephrine trên thụ thể beta 1, cho nên sẽ bị mất đi các dấu hiệu như là nhịp tim nhanh nè, rung tay nè, hồi hộp đánh trống ngực sẽ bị mất đi. Và người ta nói rằng nó chỉ không mất đi dấu hiệu vã mồ hôi mà thôi. Cho nên cái nguy hiểm ở đây đó là người ta sẽ không nhận biết được cái triệu chứng hạ đường huyết khi chúng ta có sử dụng chế beta. Cho nên cái nguy hiểm ở chỗ ta là thuốc sẽ che lấp đi triệu chứng hạ đường huyết. Như vậy thì mình nên nhớ đó là cái tác dụng hạ đường huyết này nằm trên thụ thể beta 2. Nhưng mà cái việc che lấp triệu chứng hạ đường huyết này đó nằm trên thụ thể beta 1 ha. Như vậy đối với những cái người mà người ta bị bệnh lý đái tháo đường, nhất là những bệnh nhân có sử dụng insulin, nếu mình muốn sử dụng chế beta thì mình nên tránh những cái chế beta không chọn lọc ha. Tránh những chế beta không chọn lọc để mình tránh những cái tác dụng hạ đường huyết này. Rồi tác dụng trên chuyển hóa lipid là nó sẽ làm tăng triglyceride, tăng LDL cholesterol mà làm giảm HDL cholesterol, thì các tác động này đều là không có lợi hết. Rồi mình dùng lâu quá nó có thể gây khởi phát đái tháo đường mới. Như vậy mình thấy là cái tác dụng mà mình cần trong điều trị đó gồm có làm cho nhịp tim chậm, là lực co bắp cơ tim giảm, nó có thể dẫn đến là hạ huyết áp hoặc là làm chậm nhịp tim vân vân. Những cái tác dụng mình điều trị đó nằm hết trên thụ thể beta 1. Cái tác dụng ức chế và beta 2 đó hoàn toàn là mình không có ứng dụng được. Ví dụ gây co thắt cơ trân khí phế quản, co động mạch ngoại biên hoặc là gây hạ đường huyết, thì những tác dụng này đều là những tác dụng không mong muốn hết. Cho nên mình sẽ có cái nhóm mới hơn, đó là nhóm ức chế beta chọn lọc, tức là chỉ tác động ức chế chọn lọc trên thụ thể beta 1 mà thôi, và nó không có tác động trên beta 2. Thì cái nhóm này nó cho ra nhiều ưu điểm hơn. Tuy nhiên mình cũng nên nhớ là cái việc ức chế chọn lọc và các thụ thể giao cảm nó chỉ mang tính chất tương đối, nên nếu mà mình dùng liều cao thì thuốc nó sẽ tác dụng luôn cả ức chế beta 2 và trở thành ức chế beta không chọn lọc ha. Cho nên một lần nữa đó, trong tất cả các thuốc ức chế beta chọn lọc này, người ta lại đánh giá lại xem là ức chế beta chọn lọc nào mà có cái tác động chọn lọc beta 1 cao nhất, thì cái thuốc đó tỏ ra là nó sẽ ưu việt nhất. Như vậy là mình mới vừa nói về một cái tính chất của chế beta, là tính chất gì? Đó là tính chất chọn lọc. Tính chất chọn lọc có nghĩa là chọn lọc vào thụ thể beta 1 để hạn chế bớt những cái tác dụng không mong muốn trên thụ thể beta 2. Đó là một cái tính chất để giúp chúng ta chọn lọc của chế beta. Một số tính chất khác nữa giúp cho người ta chọn lọc của chế beta cho nó phù hợp với bệnh nhân của mình đó, thì tính chất thứ hai đó là hoạt tính giao cảm nội sinh. Hoạt tính này đó thì người ta viết tắt theo cái từ tiếng Anh ha, và mình sẽ thấy là người ta ký hiệu là ESA. Như vậy cái thuốc chế beta nào mà có hoạt tính giao cảm nội sinh đó, thì người ta ký hiệu ESA cộng. Cái chế beta nào không có hoạt tính giao cảm nội sinh, người ta sẽ ký hiệu ESA trừ. Như vậy cái hoạt tính giao cảm nội sinh này á, mình có thể hiểu như thế nào? Ức chế beta có hoạt tính giao cảm nội sinh á, có nghĩa là ngoài cái tác dụng ức chế beta, nó còn có tác dụng là kích thích vào hệ giao cảm, kích thích một phần hoặc thụ thể của hệ giao cảm. Và như vậy đó thì mình sẽ thấy là ngoài cái tác dụng ức chế, nó có tác dụng kích thích nữa, cho nên một phần nó sẽ làm giảm bớt cái tác dụng phụ ha, vì như là nó không làm cho nhịp tim chậm quá mức, nó không có làm cho cung lượng tim giảm quá mức, và nó không có dẫn đến tình trạng có thắt cơ trên khí phế quản quá mức. Nhưng mà thực tế á, thì người ta chỉ dùng cái nhóm này đó trong những trường hợp là bệnh nhân là người cao tuổi thôi. Còn lại thì mình sẽ thấy là như vậy đó, ức chế beta mà không có hoạt tính giao cảm nội sinh đó, thì nó cho cái tính chất ức chế beta là mạnh hơn. Còn ức chế beta mà có hoạt tính giao cảm nội sinh thì cái tính ức chế beta của nó yếu hơn. Cho nên về điều trị đó thì người ta sẽ hướng tới cái tính chất là ức chế beta không hoạt tính giao cảm nội sinh.
Tính chất thứ hai đó là tính tan trong lipid ha. Tính tan trong lipid thì người ta sẽ chia làm hai nhóm, một nhóm là ức chế beta tan nhiều trong lipid và một nhóm thứ hai là ức chế beta tan ít trong lipid hay gọi là tan nhiều trong nước. Thì nếu mà nó tan nhiều trong lipid á, thì nó sẽ dễ đi vào trong những cái mô nào mà có nhiều lipid nhất. Như vậy nó sẽ dễ đi vào trong não nè, trong thần tế bào thần kinh nè, và nó sẽ dễ gây ra nhiều cái tác dụng phụ trên hệ thống thần kinh. Ví dụ như là nó gây trầm cảm, rối loạn giấc ngủ vân vân, tác dụng phụ hồi nãy mình có liệt kê đó. Và một cái đặc điểm nữa là chế beta nào mà tan nhiều trong lipid á, thì nó sẽ chuyển hóa tại gan. Giờ mình sẽ tóm lược lại về cái tính chất này ha. Như vậy thì người ta có thể chia chế beta đó dựa vào tính chọn lọc, người ta chia ra làm hai nhóm, ức chế beta chọn lọc và không chọn lọc ha. Dựa vào hoạt tính giao cảm nội tại đó thì mình sẽ có là không hoạt tính giao cảm nè, không hoạt tính giao cảm nội tại nè, có hoạt tính giao cảm nội tại, và là mình sẽ ra đến bốn nhóm ức chế thụ thể beta. Về tính tăng trong mỡ thì tính tăng trong mỡ nó sẽ liên quan luôn đến đường thải trừ. Cho nên các em nhìn cái sơ đồ này ha, cái sơ đồ này nó gói gọn trong đây hai cái tính chất luôn. Thì mình thấy thứ nhất là mình nói về đường thải trừ trước nha. Về đường thải trừ thì mình sẽ nhìn thấy nè, bên trái màn hình của mình đó là các ức chế beta mà nó chuyển hóa hầu hết tại gan. Ví dụ như là mình có progranulin này ha, là chuyển hóa hầu hết tại gan, mình có đạt 100%. Rồi về phía bên phải màn hình đó, màn hình của mình đó là các chế beta mà hầu như là không có chuyển hóa tại gan. Và các chế beta mà không chuyển hóa tại gan là các chế beta mà nó hầu hết là đào thải qua thận. Thì con số mà mình nhìn trên đây đó là phần trăm. Phần trăm ha. Đây là chuyển hóa tại gan giảm dần từ trái qua phải của sơ đồ này. Đào thải qua thận giảm dần từ phải qua trái của sơ đồ này. Như vậy mình thấy ví dụ nha, progranulin chuyển hóa 100% qua gan, không có đào thải qua thận. Atenolol đào thải qua thận là hầu hết không có chuyển hóa tại gan. Và như vậy mình có các chế beta mà nằm ngay khoảng giữa giữa này nè, thì mình thấy là vừa chuyển hóa tại gan vừa đào thải qua thận. Cho nên mình thấy là các chế beta nào mà nằm giữa sơ đồ này nó tỏ ra nó có nhiều cái lợi điểm. Ví dụ mình có bisoprolol, mình có nebivolol nè, 50% qua gan, 50% qua thận. Nên trong trường hợp ví dụ như là người cao tuổi đó, chức năng gan thận đều giảm, thì các chế beta này tỏ ra rất là lợi thế. Cho nên hai cái thuốc này các em đi lâm sàng các em đều gặp hết á, bisoprolol, nebivolol ha. Rồi nó liên quan luôn tính tăng trong mỡ như thế nào. Như vậy các chế beta mà nó tan nhiều trong mỡ đó ha, thì là các chế beta mà nó chuyển hóa hầu hết qua gan. Thì đây nè, đây là các chế beta mà tan nhiều trong mỡ nè. Và đi từ bên trái qua bên phải màn hình á, thì tính tăng trong mỡ nó sẽ giảm dần. Cho nên các chế beta ở phía bên phải màn hình của mình á, ví dụ mình có atenolol này ha, thì là các chế beta mà hầu như là không có tan trong mỡ, mình gọi là tan nhiều trong nước. Như vậy thì nếu mà mức độ ái mỡ này nó có ý nghĩa gì? Nếu như bệnh nhân mình này bị trầm cảm, bệnh nhân này có thường hay bị rối loạn giấc ngủ, là mình không có nên sử dụng các ức chế beta mà nó tan nhiều trong lipid. Đường thải trừ có ý nghĩa gì? Đường thải trừ có ý nghĩa liên quan đến chức năng gan thận ha. Ví dụ bệnh nhân này là bệnh nhân bị suy gan nặng, bệnh nhân này có các bệnh gan tiến triển, thì mình không nên dùng các ức chế beta mà nó chuyển hóa 100% qua gan. Bệnh nhân bị suy thận thì mình không nên dùng các chế beta mà nó đào thải 100% qua thận. Cho nên mình có hai cái bảng này đó, hai cái bảng này trong giáo trình của em có đó, thì cô sẽ giải thích hai cái bảng này ha, vì người ta sẽ ứng dụng các cái thông số ở trong đây để người ta điều trị như thế nào. Như đối với nhóm chế beta không chọn lọc ha, mình có các thông số gì? Thì các em sẽ có hai bảng nè, một loại chế beta không chọn lọc, hai loại chế beta chọn lọc. Vậy khi nào thì mình dùng cái bảng chế beta không chọn lọc, mà khi nào mình dùng bảng chế beta chọn lọc? Thì hai cái bảng này người ta đã chia ra về tính chọn lọc rồi. Như vậy hai cái bảng này nó liên quan tới cái gì? Liên quan tới tính chọn lọc vào thụ thể beta. Cho nên những cái bệnh nhân nào mà có các bệnh lý liên quan thụ thể beta 2 đó, ví dụ như là hen phế quản nè, đái tháo đường nè, bệnh động mạch ngoại biên nè, thì mình không nên dùng cái nhóm ức chế beta không chọn lọc, mà mình nên chọn cho bệnh nhân là nhóm ức chế beta chọn lọc. Đó là cái thứ nhất để mình chọn lựa. Rồi, bây giờ trong mỗi một cái bảng như vậy, hai cái bảng này thông số giống hệt nhau ha. Bây giờ mình thấy nè, mình có các thông số gì? Một là hoạt tính giao cảm nội sinh, hai là tính tan trong mỡ, ba là đường thải trừ, bốn là thời gian bán thải và liều dùng nha. Thì các cái tính chất trong cái bảng này nó giúp cho mình chọn lựa chế beta như thế nào. Với hoạt tính giao cảm nội sinh á, thì mình nên nhớ là mình có hai nhóm, một nhóm là không hoạt tính giao cảm nội sinh và nhóm thứ hai là có. Thì không nghĩa là không có nè,
dấu cộng là có, dấu cộng càng nhiều là hoạt tính và cả nội sinh càng mạnh nha. Thì với tính chất này mình sẽ thấy đó, là để mình chọn chế beta mà nó có tác dụng chế beta mạnh nhất thì người ta sẽ chọn hoạt tính và cả nội tại là không có nha. À, cô xin lỗi các em đợi cô chút xíu nha. Alo. Dạ dạ dạ, tụi em đợi. Đúng thì em học online. Em học hai tiết nào? Tiết 6, 7 hay là tiết 8, 9? À, tiết 8, 9. Cô nhớ hình như là tiết 8, 9 là em học với cô Hoàng thì phải á. Cô Hoàng. À, đây giờ gì nè em, cô Hoàng sẽ gửi mail cho lớp của mấy em. Tại cô có hướng dẫn cô Hoàng cách gửi mail. Hôm qua cô Hoàng có dạy một buổi rồi. Tại vì cô cũng đang dạy lớp Y43 nè. Thành ra là em để cô dạy xong đi rồi cô sẽ nhắn lại số cô Hoàng cho em nha. Nhưng mà cô Hoàng sẽ gửi mail cho lớp em đó. Rồi. Như vậy mình thấy là với cái hoạt tính vào cảm nội sinh đó, thì người ta chọn là các chế beta không hoạt tính vào cảm nội sinh nha. Rồi, tính đang trong mở thì nó liên quan tới gì? Tính đang trong mở thì nó liên quan tới tác dụng phụ trên hệ thống thần kinh trung ương nha. Cho nên á, ví dụ như đây mình nhìn thấy là pranolol tính đang trong mở nhiều, về pranolol mình không nên chọn cho các bệnh nhân mà có tiền sử trầm cảm nè, hoặc là bệnh nhân bị rối loạn giấc ngủ nè, hoặc là trong quá trình điều trị. Ví dụ mình có sử dụng pranolol cho bệnh nhân, sau đó mình thấy bệnh nhân bị rối loạn giấc ngủ á, thì mình phải coi lại có phải đây là chế beta mà tăng nhiều trong mở không. Nếu mà mình đang dùng chế beta tăng nhiều trong mở thì có khả năng là cái việc mà bệnh nhân mất ngủ là do tác dụng không mong muốn của thuốc, thì lúc đó người ta sẽ đổi sang các thuốc mà nó ít tăng trong mở. Rồi bây giờ đường thải trừ. Đường thải trừ thì liên quan tới chức năng gan thận ha. Ví dụ mình nhìn trong bảng này mình thấy đó là pranolol, đường thải trừ qua gan, có nghĩa là nó được chuyển hóa hầu hết tại gan. Đây sơ đồ này mình có nè, pranolol chuyển hóa 100% qua gan ha. Như vậy nếu bệnh nhân bị suy gan thì người ta không nên chọn pranolol, vì cái này nó chỉ có một đường thải trừ này thôi. Pindolol thì vừa thận vừa gan à, thì nó đâu đâu đó nó nằm một khoảng giữa. Mình nhìn trên sơ đồ mình thấy nè, à, pindolol nằm đây nha. Thì trong trường hợp bệnh nhân có bị suy giảm chức năng gan mình có thể sử dụng được, hoặc là suy giảm chức năng thận có thể sử dụng được. Thời gian bắn thải thì nó sẽ liên quan đến liều dùng à, cái khái niệm về thời gian bắn thải này là thời gian bắn thải T1/2 của thời gian thải trừ đó. Thì cái này trong cái phần nhật ký đại cương thì chữ có hướng dẫn các em rồi đó. Vậy các em nhìn trong cái bảng này mình hiểu các tính chất ở trong đây để mình xem là mình sử dụng các cái thuốc ức chế beta như thế nào, mình chọn lọc cho nó đúng các chế beta ha. À, 2 giờ sau các em có học môn gì không? Dạ có. Có gì cô sẽ đi nhanh qua cho nó hết cái phần này rồi mình sẽ ngưng. Dạ có. Cô đi nhanh phần này một xíu nha. À, bữa nay là mình đã hơi chậm á. Rồi bây giờ chỉ định của các cái chế beta ha. Thì mình có chỉ định gì? Một là tăng huyết áp nè. Hai là đau thắt ngực do gắng sức, hay mình gọi là đau thắt ngực ổn định đó. Loạn nhịp nhanh ha. Bệnh lý Bajedo. Phòng ngừa xuất huyết do vỡ giãn tinh mạch thực quản ở bệnh nhân có tăng áp lực tĩnh mạch cửa do sơ gan. Với cái chỉ định này thì người ta phải dùng ức chế beta không chọn lọc ha. Rồi nếu mình tìm hiểu tại sao thì rồi nữa giờ sau mình sẽ giải đáp cái câu hỏi này. Suy tim trái nhẹ và vừa, cho nên cái này nó liên quan tới câu bạn nãy bạn Trung hỏi cô đó. À, đây mình thấy là mình dùng ức chế beta, mình biết là dùng ức chế beta thì nó sẽ làm cho lực co bóp cơ tim giảm, có thể gây suy tim. Vậy tại sao người ta dùng trong suy tim ha? Thì cái này đó nó mình sẽ giải thích sau phần này, nó cũng gần gần giống như cái bạn câu mà nãy bạn Trung hỏi đó. Rồi nhức đầu migraine ha. Nhức đầu migraine thì thường người ta dùng, ưu tiên là người ta dùng ecotamin. Ngoài ra thì ức chế beta người ta cũng có thể dùng. Để tác dụng những trường hợp nào mình không dùng ức chế beta thì các em lưu ý nè, tất cả các bốn nhóm chế beta đều ức chế beta 1 hết. Cho nên thứ nhất là mình sẽ có các chống chỉ định liên quan đến bốn chế beta luôn. Cái chống chỉ định chung đó là gì? Nếu bệnh nhân bị suy tim trái nặng, mình có thể đo bằng cái thông suất tấu phục của thất trái đó. À, nếu OF dưới 35% là người ta không dùng. Thứ hai đó là block dẫn truyền nhĩ thất từ độ 2 trở lên không dùng ha, vì thuốc ức chế vào nút nhĩ thất đó
Và thứ ba là bệnh nhân có nhịp tim chậm quá mức, người ta không có dùng, hoặc là hội chứng suy nước xoang. Như vậy ba chống chỉ định này là chống chỉ định cho tất cả các nhóm ức chế beta ha. Ngoài ra nếu mình dùng ức chế beta không chọn lọc thì mình còn các chống chỉ định gì nữa? Bệnh động mạch ngoại biên, hen phế quản hoặc là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ha. Và thứ ba đó là bệnh nhân bị đái tháo đường, đang nhất là bệnh nhân có sử dụng insulin mà mình không có dùng. À, mình sẽ còn hai cái phút cuối cùng đó là ức chế beta thế hệ 3 ha. Thì chắc là mình ngưng ở đây để mấy em học giờ sau phải không? Alo. Dạ vâng. Alo. Dạ. Yeah.